Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 606, tơ nhện 13. Trương Đức Phóng ngồi đó, gã mím chặt môi, cảnh tượng của cung nhã hình lóe lên trong tích tắc, trên màn hình một màu đen kịt, một âm thanh thâm trầm vang lên, tổng giám đốc Phạm, tại sao cô lại lừa dối chúng tôi? Tất cả các cảnh sát đều trừng mắt. Giọng nói thâm trầm đó vẫn tiếp tục vang lên, cô không hề nói với chúng tôi cô ấy là con gái của thị trưởng. Làm anh em chúng tôi mạo hiểm như vậy đi làm việc, cuối cùng còn muốn đánh hết chúng tôi, anh thật là độc địa. Người con gái đó rất quan trọng với cô phải không, cái chết của cô ta sẽ làm cho cô tỉnh lại, cô muốn hại tôi, thì cô chỉ có thể xuống địa ngục trước thôi. Tất cả lại im lặng, trên màn hình TV đầy những vệt ruồi chằng chịt, một màn cô tịnh, một lúc lâu sau, Trương Đức Phóng mới nói, ngay lập tức báo cáo tình hình cho thị trưởng Hạ, đúng rồi, ngay lập tức thẩm vấn Phạm Tư Kỳ. Những người khác ở trong khách sạn Thiên Lam hầu hết đều bị tiếng còi cảnh sát làm thức giấc, Heather phu nhân vẫn đứng ở trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng huyên náo ở dưới, trên gương mặt xinh đẹp đầy sự buồn bã và thương tiếc, khi nhìn thấy cảnh sát khiêng cáng cứu thương từ trong tòa nhà ra ngoài, bà thầm thở dài một tiếng. Long Quý thấp giọng nói, phu nhân không muốn cô ấy chết. Heather phu nhân khép cửa sổ lại, Long Quý bật đèn trong phòng lên. Heather phu nhân nói, rót cho tôi một cốc rượu vang. Long Quý đi đến tủ rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ, rồi rót một ly, cung kính đưa cho bà. Heather phu nhân lắc lắc cốc rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, màu đỏ hơi giống màu máu, bà nhắm mắt lại, nhấm một ngụm, dường như trong rượu, bà cảm nhận được cả mùi vị tanh của máu, da dũng chết rất thảm, nó bị người ta ám hại rồi. Long Quý nói, phu nhân tại sao không nói thân thế của cậu ấy cho cậu ấy biết sớm một chút. Bàn tay cầm ly rượu của Heather phu nhân run lên một chút, bà tựa vào chiếc ghế đằng sau, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Long Quý nhìn thấy cảnh này, không tiếp tục hỏi nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lúc lâu sau, Heather phu nhân mới lên tiếng, tính cách của nó rất giống tôi, cứng đầu lắm, chính là sự cứng đầu của nó đã hại chết chính nó, tôi đã khuyên nó, nhưng nó không nghe. Long Quý nói, vì cậu ấy không hề biết về quan hệ giữa hai người. Heather phu nhân trừng to hai mắt, bà vất mạnh ly rượu cầm trong tay xuống đất, chất lỏng màu đỏ lênh láng trên tấm thảm dưới chân bà, làm cho nó biến thành một màu đỏ loang lổ, giống như một vũng máu vậy. Heather phu nhân hét lên, anh tưởng rằng tôi không muốn nói cho nó hay sao, anh tưởng rằng tôi không muốn cho nó biết hay sao, nhưng tôi vẫn đang đợi cơ hội, không ngờ tất cả đến một cách đột ngột như vậy, tôi còn chưa kịp nói với nó. Bi kịch đã xảy ra rồi. Long Quý thở dài nói, phu nhân, xin lỗi. Môi của Heather phu nhân run rẩy. Một lúc sau, bà mới bình tĩnh trở lại. Long Quý, tôi vốn tưởng rằng trên thế gian này chẳng còn ai đáng để tôi chú ý nữa. Nhưng, tôi sai rồi. Long Quý yên lặng nhặt ly rượu trên nền lên, rồi lại lấy ra một ly rượu sạch khác, rót đầy xong đưa vào tay Heather phu nhân. Heather phu nhân nói, năm đó, tôi vứt bỏ lại nó để rời đi. Lúc ấy tôi chỉ toàn tâm toàn ý muốn lập nghiệp, tôi không cam tâm sống một cuộc sống bình thường, tôi muốn có một mảnh trời của riêng tôi những tưởng rằng, tôi đã quên nó rồi, đã quên tất cả những gì thuộc về quá khứ của mình, nhưng khi tôi có được tất cả trong tay, khi nó đi Mỹ du học, khi tôi gặp lại nó một lần nữa, tôi mới phát hiện, từ trước đến giờ tôi đều đang tự lừa dối bản thân mình, bao nhiêu năm rồi, tôi không bao giờ quên được nó. Long Quý gật đầu nói, có một vài việc không bao giờ có thể thay đổi được. Heather phu nhân nhấm một ngụm rượu, rượu vang đỏ thuần chất khi uống vào trong miệng là vị đắng chát, bà thấp giọng nói, Gia Dũng kết hôn quá bất ngờ, từ lúc bắt đầu tôi đã nghi ngờ, giữa nó và Phạm Tư Kỳ không hề có chút tình cảm nào hết, cuộc hôn nhân giữa nó và cô ấy chỉ là một màn lợi dụng nhau mà thôi. Long Quý nói, bà bảo tôi điều tra việc này, nhưng tôi chưa kịp điều tra thì cậu ấy đã mất rồi. Heather phu nhân nói, vì vậy tôi mới cho Bội Bội đi bên cạnh cô ấy. Mới biết rằng người phụ nữ này là một người đồng tính, cô ta chưa từng yêu Gia Dũng, vì vậy mới biểu hiện ra vẻ máu lạnh như vậy. Long Quý nói, tôi nghi ngờ cô ta có chuyện gì đó bị cậu ấy biết, vì vậy cô ta mới giả bộ làm theo Gia Dũng như vậy. Heather phu nhân lạnh lùng nói, tôi nhắc đến một văn kiện Gia Dũng từng gửi lại cho tôi trước mặt cô ta không thể nào che đậy được sự sợ hãi trong lòng. Long Quý nói, bà không biết rằng cô ta sợ điều gì sao? Heather phu nhân lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra sự thù hận khắc cốt ghi tâm, đã không cần phải biết nữa rồi, tôi chỉ cần biết rằng, cô ta đã hại Gia Dũng, cái gọi là chứng cứ, nhiều lắm cũng chỉ là những tin tức xấu về cô ta mà thôi,
Bội bội đã giúp tôi nắm vững được chứng cứ đủ nhiều, tôi đã có thể hủy hoại cô ta hoàn toàn. Nói đến đây, Heather phu nhân thở dài nói, tôi vốn rất thích bội bội, đáng tiếc. Long Quý nói, phu nhân, bà đừng tự trách mình, trong toàn thể kế hoạch, cô ấy đã trở thành một phần hy sinh rồi, có lẽ vốn không nên là bây giờ, nhưng vì cô ấy đã thương tiếc Phạm Tư Kỳ, một khi tư tưởng của cô ấy bị dao động, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bà. Heather phu nhân nhẹ nhàng nói, vì thế tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì. Long Quý nói, phu nhân, tại sao bà phải dung nạp Trương Dương đến tận giờ? Heather phu nhân cười, bà uống hết số rượu vang trong ly, nói, không có ai hận hắn ta hơn tôi, nhưng cái chết là quá dễ dàng với hắn ta, tôi sẽ không để hắn ta sống tử tế. Gia Dũng đã từng nói, phải để hắn ta nếm được sự đau khổ của việc mất người thân, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện này của Gia Dũng. Long Quý nói, bà dự định lúc nào bắt đầu? Heather phu nhân chậm chậm đặt cốc rượu không lên bàn, ngày này sẽ không còn xa đâu. Đột nhiên bị điều tra, Phạm Tư Kỳ cảm giác được tình hình đã có chiều hướng không lành, cô ta nhìn gương mặt nghiêm khắc của Trương Đức Phóng, nói đầy tức giận, những điều cần nói tôi đã nói hết rồi, anh còn muốn hỏi gì nữa? Có phải muốn tôi nói lại với anh lần nữa, tôi không có chút liên quan gì đến việc mất tích của Cung Nhã Hinh không? Trương Đức Phóng thấp giọng nói, Lâm Bội Bội bị giết rồi. Cái gì cơ? Phạm Tư Kỳ dường như không tin vào tai mình nữa, vành mắt cô ta đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ta xúc động kêu lên, sao lại thế? Ai giết cô ấy thế? Tại sao? Tại sao? Trương Đức Phóng bảo trợ thủ bên cạnh bật máy quay. Âm thanh thầm trầm dội lại trong căn phòng vắng, Phạm Tư Kỳ ngước đôi mắt đầy nước lên màn hình. Sau khi cô ta xem hết toàn bộ nội dung, cô ta lắc mạnh đầu nói, tôi không quen hắn ta, tôi thề, tôi không quen hắn ta đang hãm hại tôi, hắn ta đang hãm hại tôi. Trương Đức Phóng nói, Phạm Tiểu Thư, có một vài bức ảnh tôi nghĩ cô có quyền biết. Gã vẫy vẫy tay, nữ cảnh sát đứng bên cạnh đi tới, đưa mấy bức ảnh cho Phạm Tư Kỳ. Phạm Tư Kỳ nhìn thấy cảnh mình và Lâm Bội Bội đang trần truồng ôm hôn nhau, sự đau xót và nhục nhã hòa vào nhau, cô ta hét lên, tại sao phải hại tôi, tại sao phải hại tôi, cô ta giật tóc của mình, vừa hét vừa khóc. Trương Đức Phóng nhìn Phạm Tư Kỳ, trên mặt gã không có một chút thái độ nào, với gã. Phạm Tư Kỳ đang diễn kịch, chúng tôi đã điều tra về tài khoản của cô đã từng chuyển khoản 500.000 cho nước ngoài, mà việc chuyển khoản này lại xảy ra sau khi Cung Nhã Hinh bị uy hiếp. Phạm Tiểu Thư, tôi nghĩ, tôi không cần phải đề cập quá nhiều đến mối quan hệ giữa cô và Lâm Bội Bội nữa, tất cả những gì cô đã làm, cô nên biết. Phạm Tư Kỳ mặt đầy vết nước mắt, tôi không biết gì cả. Cô ta cảm giác được rằng mình đang bị nuốt vào một nút xoáy vô hình, Bội Bội chết rồi. Những bức ảnh này đều được chụp trong lúc cô ta không biết gì cả, ai đang hại cô ta. Có lẽ Bội Bội sẽ biết một chút chăng? Chẳng lẽ Bội Bội chưa từng yêu cô ta, tiếp cận cô ta chỉ vì muốn bày binh bố trận để hại cô ta hay sao? Phạm Tư Kỳ nghĩ đến đây càng thấy đau lòng, nước mắt lã chã rơi không ngừng, nhưng có lẽ cô ta không bao giờ còn tìm được đáp án nữa. Lâm Bội Bội đã chết, không ai có thể nói cho cô ta chân tướng của sự việc. Trương Đức Phóng nói, Phạm Tiểu Thư. Mỗi khoản tiền Lâm Bội Bội dùng đều được cô đích thân ký tên cả, số tiền này cũng không ngoại lệ, ở đây tôi muốn nói với cô về chính sách đảng chúng ta, thật thà sẽ được khoan hồng, còn kháng cự sẽ bị xử nặng. Phạm Tư Kỳ nói từng câu từng chữ, tôi không phạm pháp, tôi không cần phải thật thà, tôi có quyền giữ yên lặng, có điều gì, đợi luật sư của tôi đến rồi tính sau. Trương Dương và Cao Liêm Minh đến thể ủy, cái chết của Lâm Bội Bội cũng làm họ trở nên trầm lặng. Tối nay Thường Hải Tâm và Đường Đường đều làm thêm ca ở trung tâm thông tin, tiến hành công tác điều chỉnh hệ thống cuối cùng. Thường Hải Tâm giúp Trương Dương nhận xong bức ảnh do Hình Triều Huy gửi fax đến, bức ảnh đen trắng, gửi đến hai tấm tất cả, một tấm là photo từ ảnh gốc, còn một tấm là đã được trải qua bộ phận kỹ thuật quốc an xử lý. Sau khi xử lý, đã bỏ đi kính và mũ của người phụ nữ, và phóng to toàn bộ mặt của cô ta. Trương Dương cần tấm ảnh đó nhìn kỹ càng. Cảm thấy gương mặt của người phụ nữ này khá xa lạ, Đường Đường bước đến, cầm tấm ảnh đó lên nói, tấm này đã được máy tính xử lý rồi, chỉ có thể lấy làm tham khảo thôi, có điều có một vài đặc điểm cũng phù hợp với thực tế đấy. Cô chỉ vào hai bức ảnh, trong bức chụp xa này không nhìn được nốt ruồi đen trên mặt cô gái này, từ bức copy có thể nhìn ra, lông mày bên trái của cô ấy có một nốt ruồi, còn nữa, hình dáng của chiếc nhẫn không nhìn ra, sau khi sửa chữa có thể thấy được đây là một chiếc nhẫn kim cương. Từ hình dáng của chiếc nhẫn có thể thấy rằng có lẽ đó là kiểu đặt làm. Trương Dương vốn chẳng chú ý đến những chi tiết như thế này,
được cô ấy nhắc nhở liền nhìn lại, sao cô có thể nhận định rằng đây là kiểu dáng đặt làm. Đường Đường nói, đây là bản năng của chị em phụ nữ chúng tôi, chiếc nhẫn kim cương lớn như thế này không phải ai cũng đủ tiền mua đâu, có điều tôi không nhận ra được là của hang nào, nếu như anh thật sự muốn điều tra ra, thì vẫn phải tìm đến một chuyên gia mà hỏi. Trương Dương gật đầu, rồi thu tấm ảnh về. Cao Liêm Minh lúc này mới lấy bức ảnh giấu trong phòng của Lâm Bội Bội ra, bức ảnh này là của Cung Nhã Hinh, Trương Dương cũng không biết rằng anh ta lại giấu một bức ảnh trên người, lấy ra xem, trên ảnh là Cung Nhã Hinh bị trói, nước mắt đầy trên mặt, đằng sau rất tối, có thể nhận ra đó là một căn phòng nhỏ. Thường Hải Tâm ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là con gái của thị trưởng cung sao? Cao Liêm Minh gật đầu nói, vừa nãy tôi nhân lúc đám cảnh sát không chú ý lấy được đấy, không biết có tìm được chút manh mối nào trong đó không nữa. Đường Đường nói, đưa ảnh cho tôi. Cao Liêm Minh biết trình độ máy tính của cô, đưa ảnh cho Đường Đường, Đường Đường đưa bức ảnh vào trong máy, scan lên trên máy vi tính, cô nhẹ nhàng nói, tôi có thể lợi dụng phần mềm đồ họa của máy tính để nâng độ phân giải của bức ảnh này lên, phóng to những chi tiết của nó, xem có thể tìm ra được chút manh mối nào giúp ích cho mọi người không. Thường Hải Tâm nhẹ nhàng nói với Trương Dương, con gái của thị trưởng cung vẫn mất tích hư. Cao Liêm Minh nói, không những chưa tìm thấy, vừa nãy chúng tôi đi tìm Lâm Bội Bội, phát hiện ra Lâm Bội Bội đã bị giết rồi. Thường Hải Tâm kêu lên một tiếng kinh hãi, cô cũng có một vài ấn tượng về Lâm Bội Bội, cô gái đó rất xinh đẹp, có điều khá là khó chịu với Trương Dương, không ngờ trong mấy ngày không gặp mà đã bị người ta giết rồi. Thường Hải Tâm nói đầy tiếc thương, sao lại thế? Trương Dương nói, tôi cũng chẳng hiểu, đang yên đang lành, tại sao lại có người hạ thủ với Lâm Bội Bội cơ chứ, chẳng lẽ cô ấy thật sự có liên quan đến vụ mất tích của Cung Nhã Hinh? Khi Trương Dương nói câu này, thật ra đã hơi dao động rồi, việc này có liên quan đến Lâm Bội Bội có nghĩa là có liên quan đến Phạm Tư Kỳ, chẳng lẽ Phạm Tư Kỳ thật sự đã ngầm tính chuyện này, nhưng với những hiểu biết của hắn về Phạm Tư Kỳ lại không phải là loại người như vậy. Cao Liêm Minh nói hơi tiếc thương. Chỉ trách đám người của Trương Đức phóng đến sớm quá, nếu không thì tôi cầm cả cuộn băng ấy về, là rõ được tất cả tình hình. Trương Dương nói, có một cách có thể biết nội dung của cuộn băng. Cao Liêm Minh nói, cách gì? Trương Dương cười nói, đi tìm cha anh, chỉ cần ông ấy có lời, Trương Đức phóng không dám không nghe. Cao Liêm Minh cười đau khổ nói, đây chẳng phải là tôi tự giơ mặt cho người ta chửi hay sao? Nếu như tôi vì chuyện này mà đi tìm cha tôi, có lẽ ông ấy sẽ vác cả gậy cảnh sát tìm đến Nam Tích để tẩn cho tôi mộ trận mất. Gã nghĩ một lúc rồi nói, Trương Dương, hay là anh đi tìm Trương Đức Phóng, xem anh ta có thể tiết lộ chút tin tức nào cho anh không. Trương Dương nói, tôi nghĩ anh ta sẽ không đồng ý đâu, việc này không phải là việc nhỏ, nếu như Cung Nhã Hinh thật sự có mệnh hệ nào, là cục trưởng cục công an, anh ta nhất định sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Cao Liêm Minh nói, thật là phiền phức. Trương Dương nhìn vào màn hình máy tính rồi nói, cần bao lâu mới xử lý xong? Đường Đường nói, muốn xử lý rõ cả chi tiết của bối cảnh đằng sau, có lẽ phải dùng đến 3, 4 tiếng đồng hồ hoặc hơn. Trương Dương giơ tay lên xem đồng hồ, giờ đã gần sáng rồi, hắn thấp giọng nói, tôi đi ra ngoài một chuyến, có tin tức gì thì gọi điện báo cho tôi ngay nhé. Cao Liêm Minh tìm một chiếc áo khoác công an, chạy đến chiếc ghế bên cạnh máy sưởi nằm xuống, tôi chợp mắt một lúc, có kết quả gọi tôi nhé. Gã chẳng có đầy ắp tinh thần như Trương Dương. Trương Dương nhớ đến một người, Cung Kỳ Vĩ, xảy ra chuyện thế này, Cung Kỳ Vĩ không thể nào ngủ yên được. Còn một điểm nữa, Trương Đức Phong có bất cứ tiến triển gì, nhất định sẽ thông báo cho Cung Kỳ Vĩ. Cuộn băng đó, dù là không thể lấy được từ trong tay Trương Đức Phóng, thì tìm đến Cung Kỳ Vĩ có lẽ có cơ hội lấy được. Mặc dù đã là tờ mờ sáng, trong nhà Cung Kỳ Vĩ vẫn sáng đèn, mẹ của y vừa vặn mấy ngày nay về quê thăm người thân không ở đây. Không hề biết chuyện cháu gái bị bắt cóc, vợ y là Dương Ninh đã khóc thành suối rồi, khóc đến độ khản giọng không nói được gì nữa. Khi Trương Dương đến dưới nhà Cung Kỳ Vĩ, đầu tiên hắn gọi một cuộc điện thoại. Sau khi chuông điện thoại vang lên mấy hồi, Cung Kỳ Vĩ mới nghe máy, y biết rằng là số của Trương Dương gọi đến, âm thanh của Cung Kỳ Vĩ rất khàn và trầm, mang theo một sự bi thương không diễn tả nổi. Tiểu Trương, muộn thế này rồi có chuyện gì không? Trương Dương nói, thị trưởng Cung, tôi đang ở dưới cửa nhà ông, có tiện nói với ông vài câu không? Cung Kỳ Vĩ ừm một tiếng, y đặt điện thoại xuống, đứng dậy nhìn xuống dưới nhà, thấy Trương Dương đang đứng trước chiếc xe Pika nhòm ngó. Cung Kỳ Vĩ đến bên cạnh vợ, nắm lấy tay của bà nói, Tiểu Ninh, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được con gái về. Khi nói câu này,
ngay cả y cũng không hề chắc chắn về điều đó. Dương Ninh mắt đỏ au, nước mắt vẫn rơi đầm đìa trên gương mặt. Cung Kỳ Vĩ cũng không biết phải an ủi vợ thế nào, y mở cánh cửa bước ra ngoài, xuống dưới lầu, Trương Dương bước về phía y, mặc dù nét mặt của Cung Kỳ Vĩ không đẹp gì, nhưng ánh mắt của y vẫn đầy sự kiên định, đây là một người không dễ gục đổ. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, thật ngại quá, muộn thế này rồi mà còn đến làm phiền ông. Cung Kỳ Vĩ mím môi, y biết rằng Trương Dương không phải vô cớ mà tìm đến đây, y thấp giọng nói, Trương Dương, có vấn đề gì cậu cứ nói thẳng đi, giờ đây lòng tôi rất bề bộn. Trương Dương cũng không đi đường vòng, nói với Cung Kỳ Vĩ việc muốn xem cuốn băng. Cung Kỳ Vĩ nói, vừa nãy họ có gửi cho tôi một chiếc đĩa, tôi vẫn chưa dám đưa cho bà nhà tôi xem. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, tôi có một vài mối quan hệ, tôi muốn lợi dụng những con đường tôi có trong tay để giúp ông điều tra, hy vọng rằng có thể giúp ông được phần nào. Cung Kỳ Vĩ gật đầu, y quay người đi lên lầu, cầm cuốn băng đã được copy đó xuống, đưa cho Trương Dương, thấp giọng nói, giúp tôi giữ cho cẩn thận nhé. Y dừng một lúc rồi lại nói, trong đó có ảnh của Nhã Hinh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó rồi, nói đến đây, Cung Kỳ Vĩ vốn kiên cường là thế giờ cũng nghẹn ngào. Trương Dương nói, thị trưởng Cung yên tâm, tôi tin tưởng rằng trên thế gian này còn hai chữ công bằng, người tốt nhất định được trời giúp, nhất định vậy. Cung Kỳ Vĩ cắn mạnh môi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, y không thể rơi lệ vào lúc này. Trương Dương nói, tôi đảm bảo với ông, tôi sẽ sử dụng tất cả những mối quan hệ của tôi, để điều tra được tung tích của Nhã Hinh, ai dám động vào một sợi tóc của Nhã Hinh, tôi sẽ cho hắn phải trả giá bằng máu. Cung Kỳ Vĩ nhìn theo chiếc xe đi khuất dần của Trương Dương, trong lòng y cảm động bởi những lời đó của hắn, những người bạn thật sự dám lấy tâm thân mình ra giúp đỡ trong lúc bạn gặp nguy nan, y tin tưởng Trương Dương, dù là kết quả thế nào, Trương Dương nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trên lầu vang lên tiếng khóc lóc của vợ, điện thoại của Cung Kỳ Vĩ lại vang lên, lần này là cuộc điện thoại của Trương Đức Phóng, Trương Đức Phóng nói thị trưởng Trương Dương đến chỗ của ông rồi. Cung Kỳ Vĩ ngay lập tức nghĩ đến việc điện thoại của mình đang bị giám sát bởi cảnh sát, nhất cử nhất động của y đều bị nắm rất rõ. Cung Kỳ Vĩ nói, đúng thế, cậu ấy đã đến thăm tôi một chút. Trương Đức Phóng nói, thị trưởng Cung, trước khi vụ án được điều tra sáng tỏ, mong ông đừng tiết lộ chi tiết cho người ngoài biết. Cung Kỳ Vĩ không nói gì. Trương Đức Phong cảm thấy ngại vì sự trầm lặng của y, gã ho một tiếng rồi nói, thị trưởng Cung, chúng tôi đã tìm được nghi phạm rồi, và có được một vài tiến triển. Cung Kỳ Vĩ nói từng câu từng chữ, tôi không cần nghi phạm, tôi cần con gái tôi, nó đã mất tích 7 tiếng đồng hồ rồi, tôi chỉ cần biết con gái tôi vẫn được bình an. Chương 607, một chiếc cúc. Trương Dương nói, một chiếc cúc, hắn nhìn thấy rất rõ, thật sự là một chiếc cúc, chẳng có gì đặc biệt, nhưng Đường Đường đã chú trọng vào việc này, mà họ lại không tìm ra được chút manh mối nào, xem ra một chi tiết không bắt mắt có lẽ lại có sự giúp đỡ không ngờ tới. Đường Đường phóng lớn chiếc cúc, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào trên màn hình, bên trên chiếc cúc này có chữ, một hàng chữ tiếng Anh, Thường Hải Tâm nói nhỏ NXAD. Cao Liêm Minh nói lại, NXAD, nghĩa là gì? Đồng Tú Tú nói, có lẽ là tên viết tắt tiếng Anh của doanh nghiệp. Trương Dương nói, hai chữ cái đầu có lẽ là Nam Tích rồi. Phiên âm của chữ Nam Tích là Nancy, mặc dù tiếng Anh của hắn chẳng ra sao, nhưng xét cho cùng hắn cũng đã trải qua nhiều điều, từ hai chữ NX liên tưởng đến Nam Tích khá là dễ dàng, nhưng hai chữ cái đằng sau thì hắn không thể nghĩ ra đó là gì. Thường Hải Tâm nói, chẳng lẽ lại là nhiệt điện Nam Tích? Nhiệt điện Nam Tích, Nancy Radiant. Trương Dương vừa nghe quả nhiên là vậy, chữ viết tắt tiếng Anh của hai chữ nhiệt điện chẳng phải chính là AD hay sao? Trương Dương có một vài hiểu biết về xưởng nhiệt điện Nam Tích, khu xưởng cũ của xưởng nhiệt điện Nam Tích đã hoàn toàn đóng cửa, giờ đây đang chuẩn bị tháo dỡ, khu xưởng mới đã rời đến khu khai phá của thành phố Nam Tích. Chỉ dựa vào bộ đồng phục này thôi không thể nào chắc chắn được Cung Nhã Hinh bị nhốt trong xưởng nhiệt điện Nam Tích, cũng rất khó để xác định được là xưởng cũ hay xưởng mới, dù là có thể xác định. Thì một khu xưởng lớn như thế này biết tìm từ đâu, chỉ dựa vào mấy người họ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ dò tìm lớn như thế này. Ngũ Đắc Chí nói, tôi cũng có phát hiện, chiếc cúc này có thể xác định về cơ bản vị trí của người bị bắt, theo cuốn băng sau khi đã phân tích âm thanh, tôi còn một vài phát hiện nữa. Mấy người vào căn phòng bên cạnh theo Ngũ Đắc Chí bật lại cuốn băng một lần nữa, tất cả mọi người đều nghe rất kỹ, nhưng không nghe ra gì cả. Ngũ Đắc Chí nói, khi tôi xử lý cuốn băng này, phát hiện còn một âm tần rõ ràng nữa,
khi Cung Nhã Hinh nói chuyện, có một âm thanh, mọi người nghe. Ngũ Đắc Chí lại phát lại cuốn băng rất thành thạo, tất cả mọi người đều chú ý nghe, ngoài Trương Dương, người khác vẫn không phát hiện ra điều gì. Trương Dương nghe thấy ngoài tiếng khóc của Cung Nhã Hinh, còn một tiếng va đập đều đặn và rất bé nữa. Trương Dương nói, có tiếng va đập. Ngũ Đắc Chí gật đầu, gã hiển thị tất cả âm thanh thu nhận được bằng đồ thị lên màn hình, rồi dùng ngón tay chỉ nhẹ vào một đường trong số đó rồi nói, đây là âm thanh của Cung Nhã Hinh, đường này là tiếng va đập mà anh vừa nghe thấy. Gã phát lại âm thanh này riêng, sau khi phóng lớn tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Cao Liêm Minh nói, tiếng đóng cọc. Ngũ Đắc Chí nói, không sai, là tiếng đóng cọc. Gã lại chỉ vào một đường âm tần khác, mọi người nghe lại nhé. Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ, là tiếng máy bay vút qua không khí. Ngũ Đắc Chí nói, có lẽ là tập bay, tôi vừa mới tra được, miền Bắc Nam Tích có một chiếc máy bay quân dụng. Trương Dương nói, xưởng nhiệt điện cũ cũng ở miền Bắc Nam Tích, cũng có nghĩa là về cơ bản có thể xác định được ở xưởng nhiệt điện cũ. Ngũ Đắc Chí nói, lúc bắt đầu, tôi rất khó xác định được vị trí cụ thể, giờ đây kết hợp với phát hiện của Đường Tiểu Thư, có lẽ có thể xác định được nơi người bị hại, đó chính là ở địa chỉ cũ của xưởng nhiệt điện Nam Tích, tôi đã phân tích tiếng đóng cọc, cách nơi nạn nhân bị bắt có lẽ không quá 200 mét. Trương Dương rất vui mừng, vốn cho rằng đây là việc không thể tìm được tung tích, không ngờ được sự giúp đỡ phối hợp của hai vị cao thủ máy tính là Đường Đường và Ngũ Đắc Chí, cuối cùng đã phát hiện ra chút manh mối, Trương Dương nói, giờ đây tôi sẽ đi đến xưởng nhiệt điện. Ngũ Đắc Chí nói, tôi đi cùng anh. Cao Liêm Minh cũng chủ động đi cùng, tên này không thể ngồi không được, nghe thấy có việc hay ho thế này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Thường Hải Tâm nói, tại sao không tìm cảnh sát? Trương Dương gian manh nói, tìm cảnh sát à? Họ chưa đến nơi thì còi cảnh sát đã làm kinh động mọi người rồi, nếu như làm cho đám bắt cóc đó có sự chuẩn bị, hoàn cảnh của Cung Nhã Hinh chẳng phải càng nguy hiểm hơn hay sao? Cao Liêm Minh mặc dù là cảnh sát, nhưng gã cũng tán thành lời của Trương Dương, gật đầu theo, mục đích của họ là bắt tội phạm, mục đích của chúng ta là cứu người, muốn làm cho Cung Nhã Hinh bình an trở về, thì không thể để họ nhúng tay vào. Trương Dương nói, tiểu tử nhà anh rất hiểu sự đời mà, vậy thì anh cũng đừng tham dự vào nữa, ở đây đợi đi. Cao Liêm Minh vừa nghe không để cho gã đi cùng, ngay lập tức không vui, dựa vào đâu chứ? Tại sao tôi không được đi? Trương Dương nói, không phải là không để anh đi. Mà là chúng ta phải phân ra hành động, phải có người ở đây chủ động nắm thế cục, Hải Tâm và Đường Đường là hai cô nương làm sao ở lại được. Thật ra là do Trương Dương cảm thấy thân thủ của Cao Liêm Minh không được, sợ gã đi theo sẽ làm hỏng việc, lần này đến cứu Cung Nhã Hinh là một việc đầy nguy hiểm, Ngũ Đắc Chí và Đồng Tú Tú đều là những nhân viên quốc an đã được luyện rèn, còn Cao Liêm Minh chỉ là một luật sư, nếu thật sự phải đánh nhau, lại còn phải đi chăm sóc cho gã. Trương Dương cũng là ý tốt. Là muốn bảo vệ Cao Liêm Minh, nhưng Cao Liêm Minh không vui, gã không muốn bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng này, nói trắng ra là tên này chỉ đến để cho thêm náo nhiệt thôi, không được, tôi phải đi theo. Đồng Tú Tú nói, này anh có đáng ghét không cơ chứ? Đàn ông đàn an lớn thế này rồi, mà lại bám dính lấy như con gái vậy, anh không biết phục tùng mệnh lệnh chỉ huy à? Cao Liêm Minh nói, cô là ai cơ chứ? Việc của thể ủy chúng tôi sao lại liên quan đến cô? Trương Dương thấy hai người bắt đầu cãi nhau, cười khổ hạnh nói, đã là lúc nào rồi, hai người cãi nhau cái gì cơ chứ? Cao Liêm Minh, anh là luật sư đấy, có chút phong độ đi được không? Cao Liêm Minh tức giận nói, tôi đương nhiên không bằng anh rồi, anh thật biết làm phụ nữ hài lòng. Trương Đại Quan tức giận, mẹ kiếp, tên khốn này sao lại chút hết giận lên đầu ta rồi, Thường Hải Tâm đứng ở một bên cười khanh khách cùng Đường Đường, họ đồng ý với câu này của Cao Liêm Minh. Ngũ Đắc Chí nói, vẫn chưa đánh giặc, mà trong nội bộ đã lục đục trước thế này rồi, chủ nhiệm Trương, anh làm lãnh đạo thật chẳng ra sao. Gã nói đỡ, thế này, để cho luật sư Cao phụ trách lái xe tiếp ứng, hơn một người là hơn một phần sức mạnh. Trương Dương cũng chẳng lằng lằng nữa, Cao Liêm Minh đã muốn đi theo, thì kệ gã, hành động lần này dù là thành công hay không, đều làm cho bên công an rất khó chịu. Cao Liêm Minh đi theo có một điểm lợi, cha của gã là phó thính trưởng thính công an tỉnh, nếu có chuyện gì, thì cha của gã nhất định sẽ đến giúp đỡ. Nghĩ vậy, Trương Dương cuối cùng gật đầu, được, anh có thể đi theo, nhưng phải hứa với tôi, sau khi chúng tôi vào xưởng nhiệt điện, anh phải ở ngoài để phụ trách tiếp ứng. Cao Liêm Minh gật đầu nói, không vấn đề gì. Mấy người họ chuẩn bị một chút, rồi lái chiếc xe Jeep của Đồng Tú Tú tiến đến xưởng nhiệt điện. Trước khi đi, Thường Hải Tâm đến trước mặt Trương Dương,
nhắc nhở nhẹ nhàng, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Trương Dương cười nói, yên tâm đi. Trước khi lên xe, Ngũ Đắc Chí nói thấp giọng với Trương Dương, nếu như giải cứu thành công, chúng tôi sẽ đi ngay, họ sẽ không điều tra được bất cứ tài liệu nào về biển số xe của chúng tôi. Lần này họ đến giúp Trương Dương không phải vì chính phủ cử tới, vì thế không muốn làm ầm lên, Trương Dương rất hiểu điều này. Đồng Tú Tú lần này mang đến không ít trang thiết bị, họ thay một bộ đồ đen trên xe, mỗi người mặc một chiếc áo chống đạn. Khi Đồng Tú Tú đưa áo tránh đạn cho Cao Liêm Minh, Cao Liêm Minh ngớ người, đây là thám tử ở đâu ra cơ chứ, mấy thứ trang bị này sắp đuổi kịp bộ đội đặc chủng rồi. Ngũ Đắc Chí mở một tấm bản đồ khu xưởng ra trên máy tính, lúc này đã là 4 giờ sáng, trên nền trời vẫn là một màu đen kịt, xung quanh xưởng nhiệt điện rất tĩnh lặng, công trường Tây Bắc đã đình công, âm thanh đóng cọc họ nghe thấy bên trong cuốn băng có lẽ ở đây, Ngũ Đắc Chí đã tính toán khoảng cách, nơi cách công trường gần nhất đó chính là cửa Tây của xưởng nhiệt điện. Nếu như Cung Nhã Hinh ở trong xưởng nhiệt điện, cô ấy có lẽ ở chỗ nào đó gần đây, khả năng ở trong phía tây của xưởng nhiệt điện là rất lớn. Đồng Tú Tú đeo khẩu trang màu đen, chuẩn bị xong vũ khí máy móc, thử một chút đầu ngắm nhắm vào đúng đầu của Cao Liêm Minh, làm cho Cao Liêm Minh sợ thụt đầu thụt cổ, cẩn thận không bắn nhầm đấy. Đồng Tú Tú cười nói, nhát như cầy sấy vậy, anh tưởng là súng lục à. Cao Liêm Minh nói, cần tắc thì vô ưu mà. Ngũ Đắc Chí đưa một chiếc súng cho Cao Liêm Minh nói, biết bắn súng không? Cao Liêm Minh gật đầu, gã có chứng nhận bắn súng, có điều đó là ở Mỹ, ở Trung Quốc tàng trữ súng là bất hợp pháp. Cao Liêm Minh ngày càng hiếu kỳ với thân phận của họ, Trương Dương tìm được ở đâu đám người này cơ chứ? Có thể nhận ra họ được huấn luyện rất kỹ càng, và rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn có những trang bị máy móc hiện đại, Trương Dương thật là có bản lĩnh. Ngũ Đắc Chí nói, công xưởng lớn như vậy, chúng ta không thể nào tìm từng phòng một. Cần phải dụ chúng ra ngoài. Cao Liêm Minh nói, dụ thế nào? Đồng Tú Tú nối một ngọn đèn cảnh sát, rồi nói với Cao Liêm Minh, chúng tôi sau khi tiềm phục xong trong xưởng nhiệt điện rồi sẽ thông báo cho anh, lúc đó anh lái chiếc xe cảnh sát chạy lòng vòng ở ngoài xưởng, còi cảnh sát nhất định sẽ làm kinh động đến lũ côn đồ đó. Ngũ Đắc Chí nói, chúng ta có thiết bị thám thính, tất cả động tĩnh trong vòng 200 mét đều có thể phát hiện ra được. Cao Liêm Minh đã hiểu, họ bảo mình làm mồi câu. Trương Dương vỗ vỗ vào vai gã rồi nói, bảo trọng nhé. Nói xong hắn đeo khẩu trang lên rồi nhảy xuống xe. Cao Liêm Minh nhìn bóng ba người đó nhanh chóng tiếp cận bức tường bao quanh xưởng nhiệt điện. Trương Dương nhảy lên trước, một tay tóm lấy một góc của bức tường để mượn lực. Cơ thể đã ở trên bức tường rồi, thân thủ linh hoạt nhanh nhạy của hắn làm cho Cao Liêm Minh tặc lưỡi khen không dứt. Thật ra Trương Đại Quan vẫn giữ phần lớn thực lực của mình, với võ công của hắn, nhảy qua bức tường này không hề có chút khó khăn nào. Sau khi Đồng Tú Tú chạy lấy đà, cô nhảy lên một bước, Trương Dương nhanh chóng nắm lấy tay phải cô, rồi kéo cô lên, Ngũ Đắc Chí cũng dùng cách như vậy để nhảy lên tường, Đồng Tú Tú lợi dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình xung quanh, xác định không có ai tuần tra ở phạm vi xung quanh xưởng nhiệt điện, mới nhanh chóng làm một động tác tay, cả ba người cùng nhảy xuống dưới bức tường. Vì xưởng nhiệt điện cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, hơn nữa lại ở trung tâm thành phố, cùng với việc phát triển không ngừng của thành phố, cần phải rời ra khỏi nội thành. Giờ đây khu xưởng mới đã nằm ở khu khai phá, và ở đây cũng đã trở thành hoang phế, mảnh đất này đã được giao bán, mùa xuân năm sau sẽ tiến hành công tác bốc rỡ. Những máy móc quan trọng đã được chuyển đi gần hết rồi, giờ đây trong xưởng bình thường chỉ có hai ông già trông cửa. Muốn tìm ra nơi ẩn nấp của đám côn đồ trong xưởng nhiệt điện lớn như thế này là điều không dễ dàng gì, Ngũ Đắc Chí trước đó căn cứ theo phân tích âm tần, vừa rồi lại quan sát vị trí của khu đóng cọc. Xác định được phạm vị tương đối, Cung Nhã Hinh có lẽ bị nhốt trong khu Tây Bắc của xưởng nhiệt điện. Ba người họ đến gần đó, Trương Dương thông qua điện thoại nói nhỏ với Cao Liêm Minh bắt đầu hành động. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, Cao Liêm Minh đã bắt đầu chạy lòng vòng xung quanh xưởng nhiệt điện. Ngũ Đắc Chí cầm một chiếc radar nhỏ trong tay, lợi dụng thiết bị này, có thể thám thính được động tĩnh trong phạm vi 200 mét. Không lâu sau, quả nhiên ở vị trí phía đông của họ có sự thay đổi. Trương Dương và Đồng Tú Tú đi yên lặng về phía người đến, một người đàn ông đội chiếc mũ bảo hiểm, mặc đồng phục bước chậm chậm đến, trong tay y cầm một ngọn đèn, đang quan sát tình hình, Đồng Tú Tú dương nỏ lên, Trương Dương giơ tay ấn lấy chiếc nỏ của cô, thấp giọng nói, phải bắt sống. Đồng Tú Tú gật đầu, Trương Dương lợi dụng màn đêm xông ra. Người đàn ông đó khi ý thức được có người áp sát đã kêu thất thanh lên một tiếng, chưa đợi y phản ứng lại, Trương Dương đã bịt lấy miệng y. Con dao trong tay dí vào cổ của người đó, gằn giọng nói, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Người đàn ông đó mặt đầy kinh sợ, chiếc đèn trong tay cũng rơi xuống đất, Đồng Tú Tú lúc này cũng xông đến, dùng chiếc nỏ máy đè lên cổ của người đàn ông. Trương Dương lúc này mới bỏ tay khỏi miệng của người đàn ông. Người đàn ông run rẩy nói, các người muốn lấy gì thì lấy đi, tôi chỉ là người trông cổng thôi. Trương Dương thò tay ra giật lấy tấm biển hiệu trên người đàn ông đó, soi dưới ánh đèn, bên trên có chữ Lý Phúc Lai, rồi có cả ảnh, cả mã số nhân viên, ảnh đúng với mã số nhân viên. Lý Phúc Lai sợ đến độ kinh hồn bạt vía, run rẩy nói, ở đây tôi còn mẹ già 80 tuổi, còn vợ còn con, các anh tha cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không nói gì, trong xưởng còn một vài dây điện cũ, nếu các anh muốn thì tôi sẽ mở cửa cho các anh. Trương Dương thật là vừa tức vừa buồn cười. Mẹ kiếp, thế này là thế quái nào chứ, tên này vừa bị bắt đã khai tuốt tuồn tuột ra rồi, nếu như đây là thời kháng Nhật, đây nhất định là Hán gian, Trương Dương nói tí thôi, trong xưởng các anh còn người khác không? Lý Phúc Lai lắc đầu. Ngũ Đắc Chí cũng bước đến, thấp giọng nói, trong xưởng chỉ có một mình anh à. Lý Phúc Lai nói, tối nay chỉ có mình tôi trực ban, không còn ai khác nữa. Đồng Tú Tú dù sao cũng là phụ nữ, nên cô cẩn thận hơn. Nhẹ nhàng hỏi, buổi sáng có xe nào vào đây không? Lý Phúc Lai nói, có mấy chiếc xe đến để lấy phế liệu. Trương Dương nói, vào lúc 5-6 giờ chiều, có xe nào vào đây không? Hắn hỏi như vậy, là vì Cung Nhã Hinh bị bắt cóc vào lúc này. Lý Phúc Lai nghĩ một lúc rồi nói, không có. Y nói không hề chắc chắn, Trương Dương nhìn chăm chăm vào hai mắt y, đầy hoài nghi. Lý Phúc Lai bị Trương Dương làm cho sợ hãi. Môi run lên rồi nói, có mấy chiếc xe dừng tạm ở hậu viện của chúng tôi, mảnh đất phía sau xưởng nhiệt điện từ lúc xưởng rời đi luôn để không, dù sao để không cũng chẳng làm gì, mấy người phụ trách coi cửa thương lương một lúc, lợi dụng mảnh đất này, rồi treo lên một tấm biển khu đỗ xe, dành cho một vài chiếc xe ngoại tỉnh đỗ buổi tối, họ dựa vào đó thu vài món tiền nhỏ. Trương Dương nói, đưa chúng tôi đi xem. Lý Phúc Lai nói, chỉ có xe, không có người, chúng tôi chỉ giữ xe, không giữ người. Trương Dương tức giận nói, lằng nhằng ít thôi, đưa chúng tôi đi xem mau. Bãi để xe nhỏ ở đằng sau xưởng Chí có 4 chiếc xe chở hàng, Ngũ Đắc Chí bước đến kiểm tra, chiếc xe không có gì khác thường, Trương Dương nói, chỉ có số này thôi sao? Lý Phúc Lai nói, khi tôi thay cả chỉ có thế này thôi. Y lấy sổ đăng ký ra đối chiếu, đột nhiên nói, lão Trần đã nhận 2 chiếc xe khách, đỗ ở bãi xe số 2. Trương Dương nhìn theo hướng tay y chỉ. Đồng Tú Tú đẩy Lý Phúc Lai rồi nói, mau mở cửa ra. Lý Phúc Lai tìm chum chìa khóa, đến trước cửa bãi đỗ xe run rẩy mở cửa, vì sợ trong đó có quân mai phục, Ngũ Đắc Chí và Đồng Tú Tú đều chuẩn bị sẵn tinh thần, vũ khí trên tay đã nhắm chuẩn vào bên trong. Cánh cửa của bãi để xe chậm chậm mở ra, ánh sáng chiếu vào bên trong, bãi để xe này có thể đỗ 2 chiếc xe khách cỡ lớn, bên trong chỉ có một tiếng xe khách hiệu Thiếu Lâm, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa. Lý Phúc Lai nhìn vũ khí trong tay họ, suýt nữa thì đái dầm, đây là những ai cơ chứ? Ăn cướp mà còn đem theo cả vũ khí nữa. Đồng Tú Tú phát hiện ra trên chiếc móc treo quần áo ở góc tường phía tây có treo một bộ đồng phục màu xanh đậm, cô bước qua đó, cầm chiếc tay áo của bộ đồng phục lên, nhìn thấy cổ áo có một chiếc cúc, bên trên quả nhiên có chữ viết tắt của xưởng nhiệt điện Nam Thích NXAD, Đồng Tú Tú vui mừng chỉ với Trương Dương. Trương Dương gật đầu rồi yên lặng lắng nghe. Hắn nghe thấy tiếng thở rất yếu ớt, hắn dùng đèn pin chiếu vào trong, không nhìn thấy gì, hắn quay ngược chuôi dao, đập vỡ kính ở cửa trước, sau đó thò tay vào kéo cửa xe ra, từ trước đến giờ hắn rất tin tưởng vào thính giác của mình, tin rằng mình không hề nghe nhầm, Ngũ Đắc Chí bước đến tìm cùng với hắn, trong xe không có ai, Trương Dương cẩn thận phân biệt vị trí của tiếng thở, có lẽ là đến từ dưới chân, hắn thấp giọng nói, trong khoang hành lý. Ngũ Đắc Chí lấy dụng cụ mở khóa ra, vặn đứt khóa của khoang hành lý. Kéo cửa khoang hành lý ra, nhìn thấy có một bóng người đang cuộn trong đó. Từ cơ thể có thể nhận ra đó là một thiếu nữ, Trương Dương lật người cô ta ra, vẻ mặt của Cung Nhã Hinh tái mét, hai mắt nhắm chặt, miệng đã bị tím do thiếu không khí, Trương Dương bắt mạch cho cô, may mà tim vẫn đập. Lý Phúc Lai thấy họ tìm ra một cô gái, sợ đến độ thất thanh, tôi không biết, tôi thật sự không biết, y thật sự không biết trong bãi để xe lại có một cô gái. Trương Dương tức giận nói, im miệng. Hắn muốn cấp cứu ngay, nhưng nghĩ lại vẫn vẫy tay với Đồng Tú Tú. Đồng Tú Tú bước đến đặt nỏ máy trong tay xuống, nằm lên người Cung Nhã Hinh hô hấp nhân tạo. Trương Dương ngồi một bên nắm lấy tay Cung Nhã Hinh, truyền khí trong người vào cơ thể của cô ta. Tình hình của Cung Nhã Hinh không tệ lắm, nếu như họ đến muộn một chút thôi, có lẽ rằng cô ấy sẽ chết vì thiếu không khí.
3 phút sau, Cung Nhã Hinh cuối cùng đã chậm chậm mở hai mắt, cô nhìn thấy mấy người Trương Dương, sợ đến độ hét lên, Trương Dương lúc này mới nhớ ra khẩu trang mặt nạ của mình, hắn bỏ mặt nạ xuống, nói với Cung Nhã Hinh, Nhã Hinh đừng sợ, chú là chú Trương của cháu, tất cả đã qua rồi. Cung Nhã Hinh nhận ra Trương Dương, nước mắt đột nhiên trào ra, chỉ kêu một tiếng chú Trương, rồi đã khóc không thành tiếng, Trương Dương đã kiểm tra cho cô ta, Đồng Tú Tú nói, chúng tôi đi đây, những việc còn lại giao cho anh tự giải quyết rồi. Trương Dương gật đầu, Đồng Tú Tú vỗ vào vai Cung Nhã Hinh bước ra khỏi cửa, Cao Liêm Minh nhận được tin lái chiếc xe cảnh sát vào trong xưởng nhiệt điện, tên này hú còi cảnh sát ở ngoài gần nửa tiếng đồng hồ mà không có ai ra hỏi han gì cả. Cao Liêm Minh thấy Cung Nhã Hinh đã được giải cứu cũng vô cùng vui mừng, gã vội vàng hỏi, bọn bắt cóc đâu? Trương Dương lắc đầu nói, không ở đây, chỉ vất Cung Nhã Hinh ở lại đây rồi đi mất, có điều nếu như chúng ta đến muộn một chút, sợ rằng Cung Nhã Hinh sẽ thiếu không khí mà chết rồi, đám người này thật là hiểm độc. Cao Liêm Minh đột nhiên nghĩ đến Phạm Tư Kỳ, lần này Phạm Tư Kỳ có lẽ đã gặp phiền phức lớn rồi, trước mắt tất cả những chứng cứ thu thập được đều vô cùng bất lợi với cô ta. Cung Nhã Hinh an toàn rồi, nhưng sự việc của Phạm Tư Kỳ vẫn chưa kết thúc. Trương Dương nhấc điện thoại gọi cho Cung Kỳ Vĩ, trong điện thoại hắn thông báo đơn giản cho Cung Kỳ Vĩ, đã tìm được Nhã Hinh, bình an vô sự, bảo Cung Kỳ Vĩ đừng thông báo cho bên cảnh sát, Trương Dương không hề biết rằng, điện thoại của Cung Kỳ Vĩ đã bị cảnh sát khống chế rồi. Sau khi Cung Kỳ Vĩ nhận được điện thoại của Trương Dương, 10 phút sau đã đến xưởng nhiệt điện. Khi y nhìn thấy con gái đang khoác áo khoác mắt sớm lệ bước về phía y trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, Cung Kỳ Vĩ không còn ngăn nổi dòng nước mắt nữa, nước mắt y rơi xuống lã chã, tiếng y đã trở nên khàn đặc, Nhã Hinh. Cung Nhã Hinh vừa khóc gọi cha, vừa lao về phía cha mình, ào vào lòng cha, hai cha con ôm chặt lấy nhau, thấy cảnh hai cha con đoàn tụ, Trương Dương và Cao Liêm Minh nở một nụ cười hạnh phúc. Lý Phúc Lai thấy chuyện này không phải là chuyện nhỏ, không ngừng giải thích, tôi thật sự không biết. Tôi không liên quan gì đến việc này. Cao Liêm Minh kéo y sang một bên, thấp giọng nói, muốn không sao thì đừng nhiều lời, việc của hai người vừa nãy đừng nhắc đến, biết chưa? Hôm nay chỉ có tôi và anh ấy đến, không có ai khác cả, anh có rõ không? Lý Phúc Lai nào dám nói nửa chữ không, chỉ không ngừng gật đầu. Tiếng còi cảnh sát chói tai xé tan sự tĩnh mịch của buổi sáng sớm, hơn 20 chiếc xe cảnh sát tỏa vào bên trong cánh cửa xưởng nhiệt điện. Cung Kỳ Vĩ lúc này mới nghĩ ra sự việc Trương Dương đã dặn dò, y xin lỗi Trương Dương, điện thoại của tôi bị giám sát. Trương Dương cười nói, không sao. Hắn hiểu được con người của Cung Kỳ Vĩ, biết rằng y sẽ không cố ý tiết lộ tin tức cho cảnh sát. Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Thích Trương Đức Phóng dẫn gần 100 cảnh sát đến xưởng nhiệt điện, cảnh sát luôn luôn nghe trộm điện thoại của Cung Kỳ Vĩ, họ cho rằng đám bắt cóc sẽ còn liên hệ với Cung Kỳ Vĩ, chỉ cần chúng gọi điện thoại đến là có thể xác định được vị trí của chúng ngay, nhưng điều làm cảnh sát thất vọng là, đám bắt cóc từ đầu đến cuối không hề gọi điện thoại, có điều giám sát điện thoại của Cung Kỳ Vĩ vẫn có chỗ có ích, họ đã nhận được tin tức Trương Dương tìm thấy Cung Nhã Hinh ngay. Sắc mặt của Trương Đức Phóng rất không đẹp, mặc dù Cung Nhã Hinh bình an vô sự, nhưng Trương Dương làm như vậy đồng thời chẳng coi gã và cả hệ thống công an Nam Tích ra gì, Trương Đức Phóng thậm chí còn không kịp chào với phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, mà đi thẳng đến trước mặt Trương Dương. Anh có ý gì? Anh đã có manh mối, tại sao không liên hệ với bên cảnh sát chúng tôi? Tại sao phải hành động một mình? Trương Dương không nói gì, Cao Liêm Minh bước đến, này, anh nói chuyện cũng phải lịch sự chút, chúng tôi rất muốn hợp tác với các anh, nhưng các anh có nói gì với chúng tôi đâu, còn đuổi chúng tôi ra ngoài, cái gì gọi là hành động một mình? Đợi các anh hành động, thì đến mùa quýt hà. Trương Đức Phóng mặt đỏ bừng, không những gã, mà tất cả những cảnh sát ở đó đều cảm thấy dơ mặt. Trương Dương cười nói, Cục trưởng Trương, xuất phát điểm của mọi người đều là cứu người cả, giờ đây Nhã Hinh đã bình yên vô sự rồi, tôi thấy không cần phải truy cứu những vấn đề còn con này nữa. Cung Kỳ Vĩ nói, đúng thế, Nhã Hinh bình an là tốt rồi, có việc gì, về sau chúng ta giải thích rõ ràng là được. Trương Đức Phóng nhìn Trương Dương nói, anh cần phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Từ khi gã và Trương Dương quen nhau đến nay, chưa bao giờ nói chuyện cứng nhắc như vậy với Trương Dương. Trương Dương lúc này rất tốt tính, tối nay họ đã hành động thành công, tìm được Cung Nhã Hinh, cảnh sát Nam Tích thật sự quá mất mặt, Trương Đức Phóng tức giận cũng là điều bình thường, có điều hắn cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao sự việc đã như vậy rồi, người tôi đã cứu ra rồi, Trương Đức Phóng nhà anh thích làm gì thì làm. Cung Nhã Hinh nép vào lòng cha, cô run rẩy nói cha, cảnh sát đó lấy một chiếc khăn tay úp vào mũi con,
con đã không còn biết gì nữa rồi, sau khi tỉnh lại, họ bảo con nói vào máy quay, sau đó trói con nhét vào trong khoang hành lý của xe ô tô. Cung Kỳ Vĩ vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng nói, trở về là được rồi, không sao là được rồi. Cha, mẹ con đâu? Cung Kỳ Vĩ nói, mẹ con ốm rồi, nửa đêm cha đã đưa mẹ con vào bệnh viện, vừa rồi cha đã gọi điện cho mẹ con rồi. Cung Kỳ Vĩ lại lấy điện thoại gọi cho vợ, rồi đưa điện thoại cho con gái, Cung Nhã Hinh cầm điện thoại, chỉ gọi một tiếng mẹ ơi, rồi khóc, Dương Ninh bên kia cũng khóc. Trương Đức phóng đến trước mặt Cung Kỳ Vĩ, gã thấp giọng nói, thị trưởng Cung, tôi nghĩ vẫn phải đưa Nhã Hinh đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Cung Kỳ Vĩ hiểu ý của Trương Đức phóng, y ho một tiếng rồi nói, đợi chút nữa tôi sẽ đưa nó đi, cảnh sát các anh đừng tham dự vào nữa, tôi không muốn nó sợ thêm. Trương Dương nói, yên tâm đi, Nhã Hinh không sao. Cung Kỳ Vĩ nhìn Trương Dương, y nhìn Trương Dương bằng cái nhìn đầy cảm kích, thật ra trong lòng Cung Kỳ Vĩ cũng đang có một câu hỏi lớn, vì chuyện của con gái y, hệ thống công an thành phố Nam Thích đã có một cuộc tổng động viên, với quy mô lớn như vậy mà cũng không tìm thấy bất cứ manh mối nào, làm thế nào mà Trương Dương lại tìm được. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này, nội bộ cảnh sát còn có người nghi ngờ rằng việc bắt cóc có liên quan đến Trương Dương. Có điều sự việc như thế này chỉ có thể nghĩ trong đầu, không ai dám nói ra, nếu như để Trương Dương biết, nhất định sẽ chết với hắn. Trương Đại Quan cũng hiểu, cần phải cho tất cả mọi người một sự giải thích hợp lý, thế là hắn mời Đường Đường đến, trước mặt tất cả thành viên của tổ chuyên gia, giải thích chuyện này, Trương Đại Quan vừa mở miệng là thật ra việc này rất đơn giản, tất cả chỉ vì một chiếc cúc áo. Đường Đường nói hết một lượt việc cô xử lý hình ảnh, phát hiện ra bộ quần áo đồng phục ở bối cảnh phía sau. Rồi phát hiện ra chiếc cúc trên cổ tay áo, từ chữ tiếng Anh viết tắt trên chiếc cúc tìm ra xưởng nhiệt điện Nam Thích, vì Trương Dương yêu cầu, trong cả quá trình này không hề nhắc đến tên của Đồng Tú Tú và Ngũ Đắc Chí. Tổ trưởng tổ chuyên gia, thị trưởng thành phố Nam Thích Hạ Bá Đạt nói, nhưng tấm ảnh đó mấy người lấy được ở đâu? Cao Liêm Minh Đắc Y nói, khi tôi và Trương Dương phát hiện ra Lâm Bội Bội chết, tôi nhân lúc công an không chú ý đã nhặt được trên mặt đất. Trương Đức Phóng nhìn Cao Liêm Minh, tức đến độ nghiến răng, nếu như tên này không phải là con trai của phó thính trưởng công an nào, thì nhất định phải cáo tội anh ta việc che giấu bằng chứng. Trương Đức Phóng nói, chỉ dựa vào một bức ảnh mà các anh đã đoán được vị trí của xưởng nhiệt điện à. Trương Dương cười nói, còn phải dựa vào cuốn băng mà thị trưởng Cung cho chúng tôi nữa, Đường Đường dùng máy tính phân tích âm tần của cuốn băng, phát hiện ra tiếng đóng cọc trong đó, và cả tiếng máy bay nữa, tổng hợp những nhân tố này. Chúng tôi đã đoán ra đám côn đó rất có khả năng nhốt Nhã Hinh trong xưởng nhiệt điện, vì tất cả mọi thứ của chúng tôi đều là phỏng đoán, nên không báo cáo với cảnh sát ngay. Chúng tôi đến xưởng nhiệt điện, tìm được người coi cửa là Lý Phúc Lai, nói rõ sự tình với anh ta. Anh ta rất phối hợp, giúp chúng tôi tiến hành tìm kiếm ở trong xưởng nhiệt điện, cuối cùng đã tìm ra được Cung Nhã Hinh bị bắt ở đâu, nói ra thì, chúng tôi thật sự khá là may mắn. Trước khi Trương Dương nói câu này đã nói trước với Lý Phúc Lai, Lý Phúc Lai chỉ muốn thoát thân khỏi chuyện này, đương nhiên rất phối hợp với hắn. Hạ Bá Đạt nghe đến đây, nhìn Trương Đức Phóng đầy ẩn ý, nói, đồng chí Đức Phóng, bộ phận kỹ thuật của công an các anh mà còn không bằng một lập trình viên máy tính của thể ủy, nói ra chỉ sợ người ta chê cười. Trương Đức Phóng mặt đỏ đến tận cổ, mẹ kiếp, hôm nay thật là mất mặt quá đi. Chương 608, Thiên đường địa ngục. Đa số những người trong tổ chuyên án đều thức trắng đêm. Nhưng đã giải cứu thành công Cung Nhã Hinh, làm cho họ yên lòng hẳn, đương nhiên, trong số đó, người khó xử nhất là hệ thống công an, lần này tất cả công lao uy quyền của họ đều bị thể ủy cướp sạch, không những mất mặt mà còn dơ giấy nữa, Hạ Bá Đạt khá quan tâm đến Trương Đức Phóng, dù sao thì Trương Đức Phóng là cháu ruột của Cố Doãn Chi. Sự việc tiếp sau đó là truy tìm hung thủ, Hạ Bá Đạt nói, vụ án bắt cóc lần này, tính chất của nó vô cùng ác liệt, tôi cho rằng vụ án lần này là hành động báo thù có mục đích. Với loại hành vi phạm tội này, chúng ta cần phải đả kích quyết liệt, không thể nào tha thứ. Nói đến đây, y nói với Trương Đức Phóng, hy vọng các anh có thể nhanh chóng điều tra ra sự việc này, đừng để tổ chức thất vọng, cũng đừng làm cho toàn dân Nam Thích thất vọng. Khi nói đến đây, Hạ Bá Đạt có một cảm giác gỡ được gánh nặng như chì trên vai, gánh nặng mà Từ Quang Nhiên giao cho y đã có thể hạ xuống được rồi. Trương Đức Phóng gật đầu. Trương Dương và Hạ Bá Đạt cùng nhau rời khỏi cục công an. Hạ Bá Đạt nói với hắn, Trương Dương, thật không ngờ các cậu có bản lĩnh như vậy. Thật ra y rất rõ về năng lực của Trương Dương, tiểu tử này trước đến giờ đều làm được những điều làm cho người khác ngạc nhiên. Trương Dương nói, chỉ là may mắn mà thôi, tôi có được nhiều người trợ thủ đắc lực bên cạnh như vậy.
Hạ Bá Đạt cười, y nói đầy xúc cảm, lần này thật sự rất may mắn, may mà con gái của thị trưởng cung không việc gì, nếu không thì tầng lớp lãnh đạo Nam Tích chúng tôi thật không biết giấu mặt vào đâu nữa. Trương Dương nói, việc này rất kỳ lạ, không thể hiểu nổi động cơ của người đứng đằng sau nó là gì. Hạ Bá Đạt nói, còn phải nói nữa à, động cơ chính là để báo thù thị trưởng cung, đồng chí Kỳ Vĩ đã có động chạm đến lợi ích của một số người trong công tác cảng nước sâu, vì thế họ muốn tìm cách để báo thù anh ta. Trương Dương vốn muốn nói việc này không đơn giản đến vậy, nhưng nghĩ lại, tranh luận với Hạ Bá Đạt chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào cả, hắn cười nói, những việc sau này là của tòa án và cục công an rồi, thể ủy chúng tôi không nhúng tay vào được nữa. Hạ Bá Đạt cười nói, cậu không nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của Trương Đức Phóng, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống thôi, nếu như cậu còn nhúng tay vào chuyện này nữa, thì anh ta nhường lại cho cậu cái chức cục trưởng cho xong. Trương Dương cũng cười, hắn và Hạ Bá Đạt nói chuyện với nhau khá thoải mái, thị trưởng Hạ à, câu này ông đừng để Trương Đức Phóng nghe được, nếu như anh ta nghe được nhất định sẽ coi tôi là kẻ thù mất. Hạ Bá Đạt thầm nói, Trương Đức Phóng lần này mất mặt là do cậu, không xem cậu là kẻ thù mới lạ. Hạ Bá Đạt chẳng thèm để ý đến chuyện giữa họ, từ lúc Lý Trường Vũ đến, cảm giác nguy cơ của Hạ Bá Đạt ngày càng mạnh mẽ, giờ đây ngay đến việc của y còn không quản nổi, làm sao còn đủ thời gian để ý đến việc của người khác chứ. Cung Nhã Hinh bình an trở lại, cũng làm cho Hạ Bá Đạt chút được một nỗi lo, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên áp đặt chuyện này lên đầu y trước mặt mọi người, bảo y phải nhanh chóng giải quyết nó. Dù là Trương Đức Phóng đã giải quyết nó hay Trương Dương đã giải quyết nó cũng được. Nói tóm lại việc bắt cóc đã được giải quyết ổn thỏa, Hạ Bá Đạt cũng không cần phải gánh chịu trách nhiệm gì trong chuyện này nữa, tâm trạng lúc này của y thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Bá Đạt nói, ngày mai thư ký đảng của Lam Sơn sẽ đến Nam Tích bàn về chuyện hợp tác của cảng nước sâu, tôi vốn lo rằng đồng chí Kỳ Vĩ đã không còn hơi sức đâu để giải quyết việc này nữa. Giờ thì tốt rồi, Nhã Hinh vô sự, người làm cha như ông ấy đã bớt được gánh nặng rồi. Trương Dương tiễn Hạ Bá Đạt lên xe. Đường Đường ôm tập tài liệu đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ông ta chính là thị trưởng của các anh à. Xem ra cũng rất hòa đồng đấy chứ. Trương Dương cười nói, lần này mọi người đã giúp tôi lập công lớn rồi, nhất định phải trọng thưởng mới được. Đường Đường cười nói, tôi vốn đã rất hứng thú với máy tính, phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội để phát huy sở trưởng mới đúng. Trương Dương đề xuất lời mời, tôi và Hải Tâm đã nói chuyện với nhau, cô ấy rất thích cô, thế nào? Có hứng thú ở lại thể ủy của chúng tôi làm việc không? Những công việc về mặt thủ tục cô không phải lo. Đường Đường cười nói, chủ nhiệm Trương à, giờ tôi vẫn đang học ở Mỹ kia. Trương Dương nói, học tập ở Mỹ cũng là để báo đền tổ quốc mà. Đường Đường nói, nhất định sau này tôi sẽ về nước, nhưng ngành công nghệ thông tin trong nước vẫn đang ở giai đoạn mới bắt đầu. Về lĩnh vực này, Mỹ dẫn đầu thế giới, tôi còn rất nhiều thứ cần phải học tập. Chỉ có học tập và nắm vững được những kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài, mới có thể báo đền tổ quốc tốt hơn, anh nói xem có đúng vậy không? Trương Dương cười, nghe Đường Đường nói vậy, hắn đương nhiên không tiếp tục giữ người nữa. Khi hai người chuẩn bị rời đi, thấy Cao Liêm Minh đi cùng một người đàn ông mặc áo vest đi đến, Cao Liêm Minh tối qua cũng gần như thức trắng cả đêm, sáng sớm trở về ngủ chưa đến 2 tiếng đồng hồ, sư huynh của gã là La Ân đã đến rồi, Cao Liêm Minh đưa La Ân đến là để gặp Phạm Tư Kỳ. Gã vừa đi vừa ngáp, vừa chào Trương Dương, gã nói lớn, đợi tí nữa về thể ủy rồi tính sau. Trương Dương gật đầu, hắn cũng đoán ra được thân phận của La Ân, mặc dù Cung Nhã Hinh đã tìm được, nhưng vụ án này vẫn chưa kết thúc, có thể nói là vừa mới bắt đầu, nếu nhìn từ tình hình trước mắt, sự phiền toái của Phạm Tư Kỳ có lẽ không nhỏ. Câu đầu tiên của Phạm Tư Kỳ khi nhìn thấy La Ân là, tôi không bắt cóc con gái của thị trưởng cung, tôi không làm bất cứ việc gì phạm pháp, La Ân. Anh phải giúp tôi giải thích rõ ràng tất cả những việc này. La Ân nhìn Phạm Tư Kỳ, phát hiện ra cô ta đã tiểu tụy rất nhiều rồi, mái tóc ngắn đã rơi rối, môi cũng khô, hai mắt không còn thần sắc, trên mặt cũng không còn vẻ quyết đoán trước kia nữa. Phạm Tư Kỳ giờ đây chỉ là một nghi phạm, không còn ánh hào quang của một chủ tịch tập đoàn trước kia nữa. La Ân đặt cặp công văn lên bàn, lấy ra một văn kiện trong đó, đặt trước mặt Phạm Tư Kỳ. Phạm Tư Kỳ ngạc nhiên nói, đây là gì? Cô ta nhấc văn kiện lên xem, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi, hóa ra thứ La Ân mang đến là một lá thư ủy quyền cho anh họ của Phạm Tư Kỳ, tạm thời thay Phạm Tư Kỳ tiếp quản vị trí tổng giám đốc tập đoàn Tinh Nguyệt, Phạm Tư Kỳ nói, ý của anh là gì? La Ân nói, tiểu thư Phạm, mời cô giữ bình tĩnh, tờ ủy quyền này là quyết định của hội đồng chủ tịch, họ hy vọng rằng cô có thể ký vào đây, trước khi vấn đề của cô được giải quyết,
tạm thời tất cả quyền lực điều hành công ty của cô sẽ do Phạm Tư Dân tiên sinh đảm nhận. Phạm Tư Kỳ nói, tôi có vấn đề gì chứ? Tôi không làm việc gì tổn hại đến lợi ích của công ty, tôi cũng không làm bất cứ việc gì trái với luật pháp quốc gia, khi tôi cần sự giúp đỡ của các người, thì anh lại đưa cho tôi tờ ủy quyền này, thế là thế nào? Rốt cuộc anh là luật sư của ai? Phạm Tư Kỳ tức giận vứt tập văn kiện xuống đất. La Ân nói, tiểu thư Phạm, tôi là cố vấn luật pháp của Tinh Nguyệt, tôi muốn tận tâm trong trách chức của mình, thì tôi sẽ bảo vệ lợi ích của công ty, và cả lợi ích của cô nữa, nhưng tôi cần phải tôn trọng sự thật, giờ đây vấn đề cô vấp phải rất phiền toái. Phạm Tư Kỳ nói, có gì phiền toái? La Ân nói, Lâm Bội Bội đã chết, chiều hôm qua cô ta đã từng chuyển khoản một số tiền 500.000, khoản tiền này cô đích thân ký. Phạm Tư Kỳ nói, thế thì đã làm sao? La Ân nói, những chứng cứ cảnh sát nắm được trước mắt đã chứng minh, Lâm Bội Bội chuyển khoản tiền này vào một tài khoản, chủ tài khoản này đã được điều tra ra rồi, người này tên là Chu Bính Sinh, là một thành phần xã hội đen của Hồng Kông, đã từng có mặt tại rất nhiều vụ bắt cóc ở Hồng Kông Macau, cảnh sát đã tìm được ảnh của hắn ta, nếu như chứng thực được Chu Bính Sinh chính là một trong những người bắt cóc Cung Nhã Hinh, vậy thì hoàn cảnh của cô càng bất lợi. Phạm Tư Kỳ nói, tại sao các người lại nhận định rằng tất cả hành vi của Lâm Bội Bội đều là do tôi xúi giục cơ chứ? La Ân thở dài nói, tiểu thư Phạm, tôi nghĩ, tôi không cần phải nhắc lại nhiều về quan hệ giữa cô và cô ấy nữa. Lời của anh ta giống như một chiếc roi đánh mạnh vào nội tâm của Phạm Tư Kỳ vậy, Phạm Tư Kỳ đau khổ, run rẩy, cô tức giận nhìn sang La Ân. La Ân nói, tính của ông cụ có lẽ cô cũng rõ, ông rất xem trọng danh tiếng của gia tộc, lá thư ủy quyền này là ý của ông ấy. Phạm Tư Kỳ mím chặt môi, cô ta thấp giọng nói, anh nói lại một lần nữa với tôi, gia tộc này có phải muốn vứt bỏ tôi đi không? La Ân nói, không phải là vứt bỏ cô, mà là để cứu vãn. Phạm Tư Kỳ lắc đầu nói, tôi hiểu rồi, thứ mà các người cứu vãn đó chính là danh tiếng của gia tộc, chứ không phải tôi. Lòng cô ta cảm thấy đau buốt vì sự tuyệt tình của gia tộc mình. La Ân nhìn Phạm Tư Kỳ đầy đồng cảm, nói cô nên xem trọng lợi ích của tập đoàn. Cô cứ ký vào hợp đồng chuyển nhượng này đi đã, sau đó chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết việc của cô. Phạm Tư Kỳ nói, tôi sẽ không ký tên, các người muốn nghĩ thế nào cũng được, giúp tôi nói lại với em trai của ông nội tôi không làm điều gì thất đức với Tinh Nguyệt cả, tôi không phạm pháp, càng không hề làm tổn hại bất cứ một chút nào đến Tinh Nguyệt. Còn về việc người anh họ đó của tôi, anh ta chỉ là một công tử thích chơi bời lêu lổng, trước kia anh ta không đủ tư cách ngồi lên cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Thì giờ anh ta vẫn không có tư cách đó, Tinh Nguyệt không phải là của em ông tôi. Mà là của ông tôi chiếm cổ phần lớn nhất trong Tinh Nguyệt, tôi sẽ không để cho em trai của ông nội tôi chuyển nhượng nó cho bất cứ người nào. La Ân nói, tiểu thư, cô hãy nhìn thẳng vào hiện thực đi. Phạm Tư Kỳ nhìn La Ân đầy tức giận, một luật sư mà không biết bảo vệ lợi ích của đương sự, anh đã bị đuổi việc, anh cút đi cho tôi. Thái độ của La Ân hơi khó xử, anh ta ho một tiếng rồi nói, tiểu thư. Mong cô giữ bình tĩnh, còn một việc nữa tôi phải báo với cô, một vài tấm ảnh của cô và Lâm Bội Bội đã rơi vào trong tay đám thông tấn xã rồi. Tinh thần của Phạm Tư Kỳ phút chốc đổ vỡ, cô ta thõng người dựa vào ghế, môi không ngừng run rẩy, trong hai con mắt đầy sự nhục nhã và tức giận là nước mắt. Cao Liêm Minh ở một bên cảm thấy Phạm Tư Kỳ rất đáng thương, nhưng vụ án này không phải việc của gã, dù là gã có phụ trách vụ án này đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã xử lý tốt hơn La Ân. La Ân nói, tiểu thư, hãy suy nghĩ cho lợi ích của tập đoàn Tinh Nguyệt, cô hãy nghĩ lại về lá thư chuyển nhượng này. Hai dòng lệ của Phạm Tư Kỳ đã không còn ngăn được nữa, chảy dài xuống hai bên má, cô ta vội vàng lau nước mắt, sợ rằng sự yếu đuối của mình lộ ra trước mặt người khác, nhưng rất nhanh, cô nhận ra điều cô đang làm là vô ích, nước mắt càng lau càng nhiều, cô ta đứng dậy nói, tôi sẽ không ký, tôi không làm sai điều gì cả. Trương Dương đến Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố Nam Tích cùng với Thường Hải Tâm để thăm hai mẹ con Dương Ninh, tình trạng cơ thể của hai người đã khôi phục rồi, ở lại bệnh viện chủ yếu là để điều trị về tâm lý, tránh đi những hồi ức xấu về vụ bắt cóc lần này. Thấy Trương Dương bước đến, Dương Ninh vội vàng đứng dậy chào, bà được chồng cho hay, chính do Trương Dương đã tìm thấy con gái bà và cứu được cô ấy, Trương Dương không những là ơn nhân cứu mạng của con gái bà, mà còn là người cứu lấy gia đình của họ. Sự biết ơn của Dương Ninh đối với hắn không có lời nào diễn tả nổi. Trương Dương cười nói, chị à, chị nghỉ tiếp đi, tôi và Tiểu Thường thuận đường đến đây thăm chị. Cung Nhã Hinh cũng bước đến, nhẹ nhàng gọi một tiếng chú Trương, rồi gọi Thường Hải Tâm là chị Hải Tâm. Thường Hải Tâm cắm bó hoa tươi mang đến vào bình,
Cung Nhã Hinh đứng dậy cầm bình hoa đặt phía cửa sổ, trạng thái tinh thần của cô ấy đã gần như bình phục. Trương Dương nói, bệnh của chị đã đỡ chưa? Tiếng của Dương Ninh vẫn hơi khàn, cười nói, con gái đã bình yên trở về, thì bệnh của tôi tự khắc sẽ khỏi, nói ra thì, tất cả đều phải cảm ơn cậu, nếu như không có cậu cứu Nhã Hinh, thì tôi không biết đời này tôi phải sống thế nào nữa. Trương Dương cười nói, chị đừng nói những lời khách sáo vậy, là do số phận của Nhã Hinh may mắn, cát nhân ắt có người phù trợ. Cung Nhã Hinh nói, chú Trương, vừa nãy công an đã mang mấy tấm ảnh đến bảo cháu nhận người, một người trong số đó chính là tên cảnh sát đã làm cháu ngất đi ở chỗ bốt điện thoại công cộng. Trương Dương không biết việc này, ừm một tiếng ngạc nhiên nói, cháu nhìn rõ rồi. Cung Nhã Hinh nói, hắn có biến thành cho cháu cũng nhận được ra. Dương Ninh nói, thật hy vọng mau chóng bắt được những tên bắt cóc này, nếu không thì tôi vẫn không thấy yên lòng. Vụ án bắt cóc lần này đã làm cho lòng Dương Ninh bất an, trong một thời gian ngắn, sức ảnh hưởng của nó khó mà gạt đi được. Trương Dương cười nói, chị à, chị yên tâm đi, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt được đám đó thôi. Dương Ninh lo lắng nhìn con gái, rồi thấp giọng nói, thật hy vọng việc như thế này không xảy ra nữa. Trương Dương an ủi cô ta, nhất định sẽ không xảy ra việc như thế này nữa, Trung Quốc là một xã hội pháp trị, sẽ không để lũ tội phạm lộng hành đâu. Khi nói chuyện, Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đến, trong tay gã cầm canh gà gã hầm ở nhà ăn của cơ quan chính phủ làm cho vợ và con gái, thấy Trương Dương cũng ở đó, cười nói, Trương Dương đến rồi, vừa vặn, thử ăn xem canh gà của tôi hầm thế nào. Trương Dương cười nói, ít quá, chị và Nhã Hinh cũng chẳng đủ ăn. Chúng tôi buổi trưa sẽ về nhà ăn ở đơn vị ăn cơm, đã nói là sẽ mời người khác ăn rồi. Cung Kỳ Vĩ đưa canh gà cho vợ, đích thân tiễn Trương Dương ra ngoài cửa, khi đến cửa, Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, sự việc bắt cóc đã có manh mối rồi, Nhã Hinh đã nhận ra tên bắt cóc nó, người đó tên là Chu Bính Sinh, trước kia từng tham gia vào rất nhiều vụ bắt cóc ở Hồng Kông và Ma Cao. Cảnh sát đã chứng minh, sau khi Nhã Hinh xảy ra việc, Phạm Tư Kỳ đã từng chuyển khoản cho hắn 500.000. Trương Dương nói, xem ra Phạm Tư Kỳ gặp phải phiền phức rồi đây. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi vẫn không thể hiểu nổi, chỉ vì vụ của cảng nước sâu, mà cô ta phải báo thù tôi như vậy sao? Lý do đó hình như không được thuyết phục lắm. Trương Dương cười nói, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, giờ đây việc quan trọng nhất là Nhã Hinh bình an vô sự, chỉ có vậy, thị trưởng Cung là anh mới có thể chuyên tâm vào việc kiến thiết cảng nước sâu, Nam Tích chúng ta mới có sự phát triển tốt hơn. Cung Kỳ Vĩ cười khổ hạnh nói, chị cậu đang nói với tôi việc này, cô ấy bảo tôi đề nghị với thành phố, bảo tôi giao công trình cảng nước sâu cho người khác. Trương Dương nói, anh đồng ý rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi là một đảng viên, không thể bị khuất phục, nhưng tôi cũng biết rằng làm việc phải có đầu có cuối, tôi đã nhận công việc này, thì phải lãnh lấy trách nhiệm của nó. Buổi trưa Trương Dương tiếp đãi Đường Đường ở nhà ăn nhỏ vừa thành lập của thể ủy, công việc kiến thiết của trung tâm thông tin sắp sửa hoàn thành. Đường Đường đã hoàn thành bộ phận quan trọng nhất, công việc tiếp theo đã không còn gì khó khăn nữa, ngày mai Đường Đường sẽ phải về nhà, Trương Dương vốn muốn sắp xếp cô đến Nam Dương Quốc tế để ăn cơm, nhưng Đường Đường cho rằng ăn một chút gì đó là được rồi, cô không hề kén chọn đồ ăn, để cảm ơn sự giúp đỡ lần này của Đường Đường với họ, Trương Dương đã viết tặng cho cô một bức chữ. Bốn chữ này là thư hương môn đệ, Trương Dương cũng nghe nói bố mẹ của Đường Đường đều là giáo sư trọng một trường cấp 3 nào đó ở Kinh Thành. Vì thế mới viết những chữ này tặng cho cô ấy. Cao Liêm Minh vừa nghe Trương Dương tặng chữ cho Đường Đường, đã nói hắn keo kiệt, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ do Trương Dương viết, gã không nói gì nữa. Cao Liêm Minh lúc nhỏ cũng đã luyện mấy năm thư pháp, mặc dù không kiên trì đến cùng, nhưng cũng có nhãn lực, vừa nhìn đã nhận ra trình độ thư pháp của Trương Dương đã đạt đến cảnh giới của đại sư rồi. Đường Đường rất thích mấy chữ này của Trương Dương, cẩn thận cất đi. Thường Hải Tâm nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói năm ngoái Hà Trường An đã mua lại bức mãn Hồng Giang do anh viết với giá cao ở Kinh Thành, có phải là thật không? Trương Dương cười nói, có việc như vậy, nhưng ông ấy chỉ là mượn cớ này để tặng chút tiền cho quỹ của Thiên Trì Tiên Sinh mà thôi, không phải là do tôi viết chữ đẹp. Trương Đại Quan có lúc cũng rất khiêm tốn. Cao Liêm Minh hiếu kỳ hỏi, ông ta đã bỏ bao nhiêu tiền mua lại chữ của anh? Trương Đại Quan nói qua loa, 2 triệu. Hắn nói thì nhẹ nhàng. Nhưng con số này đã làm tất cả mọi người đều kinh động, 2 triệu là một con số rất nhiều người viết thư pháp trong nước mong chờ mà không được. Trương Dương cười nói, đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã nói với mọi người rồi, ông ấy chỉ mượn việc của tôi để tặng tiền cho quỹ thôi, không phải là chữ của tôi đáng giá 2 triệu. Cao Liêm Minh nói, anh cũng viết cho tôi một tấm đi,
là tôi đã có thể đóng được tiền học 2 năm ở Mỹ rồi. Trương Dương nói, vậy thì tôi tặng cậu 4 chữ, hậu nhan vô sỉ. Mặt dày vô sỉ. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Đường Đường cười nói, những người làm luật sư thật sự phải làm được 4 chữ này. Hậu nhan vô sỉ là một tố chất tâm lý đấy, không có tố chất tâm lý tốt thì không thể nào làm được công việc của một luật sư. Cao Liêm Minh nói, Đường Đường, cô thật là chẳng chu đáo gì cả, cô nói là nói những luật sư không ra gì, còn tôi đầy chính nghĩa thế này, 4 chữ này không thích hợp với tôi đâu. Gã nhớ đến việc của Phạm Tư Kỳ, nói với Trương Dương, giờ đây Phạm Tư Kỳ rất phiền toái đấy, tất cả mọi chứng cứ đều không có lợi với cô ta, cảnh sát đã coi cô ta là phạm nhân trọng điểm rồi. Là ân đến lần này, chủ yếu là để cô ấy ký vào thư chuyển nhượng, bảo cô ấy chuyển nhượng quyền lực trong công ty cho người khác. Trương Dương nói, thế chẳng phải ném đá giấu tay. Cao Liêm Minh nói, Phạm Tư Kỳ rất cứng đầu, không đồng ý ký tên, còn đuổi việc La Ân nữa. Trương Dương nói, cô ấy đuổi luật sư rồi, thì ai sẽ biện hộ cho cô ấy? Cao Liêm Minh thở dài nói, tóm lại vụ án lần này phức tạp lắm. Trương Dương chau chau mày, lúc này điện thoại của hắn vang lên. Là Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng gọi đến, Trương Đức Phóng báo cho Trương Dương, Phạm Tư Kỳ rất muốn gặp hắn. Gặp lại Phạm Tư Kỳ lần nữa, Trương Dương nhận ra rõ ràng cô ấy đã tiều tụy đi rất nhiều, cơ thể tiều tụy là một lẽ, nhưng sự dày vò về tinh thần làm cho Phạm Tư Kỳ đau đớn khôn cùng, mắt của cô ấy hơi đỏ và sung, có điều không có nước mắt, mấy ngày nay nước mắt cô ấy đã chảy nhiều rồi, giờ đây nó đã cạn, cũng không thể nào chảy xuống được nữa, cô ấy phải đối mặt với hiện thực. Nhìn Trương Dương, cô ta cười rất miễn cưỡng, cảm ơn anh đến gặp tôi. Trương Dương thở dài nói, tôi tưởng rằng cô nhất định muốn nói với tôi điều gì đó. Phạm Tư Kỳ gật đầu nói, tôi không đứng đằng sau vụ bắt cóc con gái của thị trưởng cung, tôi thật sự không biết gì về vụ việc này. Trương Dương nói, tôi nghĩ có một việc cô nên hiểu, việc cô nên làm bây giờ là đưa ra bằng chứng có thể gột sạch nỗi hàm nghi trên thân mình, không thể nào chỉ dựa vào nói miệng được. Phạm Tư Kỳ nói, tôi hiểu. Luật pháp của nhà nước các anh không giống với chúng tôi, ở Singapore, phải tìm được bằng chứng chứng minh anh có tội, nhưng các anh lại bắt người trước, rồi mới bảo tôi đưa ra bằng chứng vô tội. Trương Dương nói, theo chứng cứ mà cảnh sát nắm được trước mắt, tình hình rất bất lợi với cô, thân phận nghi phạm đã được chứng thực, hắn tên là Chu Bính Sinh, trước kia từng liên hệ với Lâm Bội Bội, sau khi bắt cóc Cung Nhã Hinh, Lâm Bội Bội đã chuyển khoản cho hắn 500.000, hơn nữa số tiền này là do cô ký tên đồng ý. Điều này chỉ có thể chứng minh Bội Bội đã lên kế hoạch chuyện này, không thể nào chứng minh được tôi có liên quan đến vụ bắt cóc lần này, tôi không quen ai là Chu Bính Sinh hết. Trương Dương nói, tại sao Lâm Bội Bội lại phải hại cô? Tôi không biết, tôi không biết. Mắt Phạm Tư Kỳ đã đỏ, hai tay cô ôm chặt lấy đầu, giật lấy mớ tóc của mình. Trương Dương nhìn Phạm Tư Kỳ đầy lo lắng, sợ rằng cô ta sẽ điên loạn vì không thể chịu nổi những áp lực tinh thần này. Phạm Tư Kỳ điều chỉnh tình cảm một chút. Rồi nói thấp giọng, còn nhớ Hứa Gia Dũng không? Trương Dương gật đầu, hắn đương nhiên nhớ, vì Hứa Gia Dũng mà hắn mới quen với Phạm Tư Kỳ, tính tình của Hứa Gia Dũng đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ. Phạm Tư Kỳ nói, anh ta vào được công ty chúng tôi thông qua phương thức tuyển dụng, người này rất tính toán, sau khi lấy được lòng tin và sự tín nhiệm của tôi, anh ta bắt đầu lần dò theo cuộc sống của tôi, để ý đến nhất cử nhất động của tôi. Khi Phạm Tư Kỳ nói những điều này, rõ ràng rất khó khăn, dừng lại một lúc mới tiếp tục nói, tôi đã từng có một cô bạn gái New Delhi, Hứa Gia Dũng nhận ra quan hệ giữa chúng tôi kỳ lạ, vì thế bắt đầu điều tra chúng tôi rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy không muốn tiếp tục cùng tôi nữa, không muốn tiếp tục thứ tình cảm đầy áp lực này, cô ấy bỏ tôi và cô ấy cãi nhau, Aishwarya Quốc bỏ đi, tôi đi đuổi theo cô ấy, chúng tôi có rằng co qua lại, cô ấy nhỡ chân lăn từ trên gác xuống, nên bị liệt, nói đến đây. Phạm Tư Kỳ đau khổ nhắm hai mắt lại. Trương Dương yên lặng nhìn cô ấy, hắn đã đoán được từ lâu Phạm Tư Kỳ nhất định bị Hứa Gia Dũng nắm được điều gì đó, nếu không thì với tính cách mạnh mẽ như của cô ấy không thể nào chịu sự sắp đặt của hắn ta. Phạm Tư Kỳ nói, Hứa Gia Dũng nhìn thấy từ đầu đến cuối, và chụp ảnh lại, ngoài việc đó ra, hắn ta còn nắm trong tay chứng cứ tôi và Aishwarya yêu nhau, chỉ cần hắn ta công khai tất cả số ảnh đó, tôi sẽ thân bại danh liệt. Tôi sẽ phải chịu sự kỳ thị của gia tộc, hơn nữa, tôi thậm chí còn phải lãnh trách nhiệm hình sự vì chuyện của Aishwarya. Phạm Tư Kỳ dần mở hai mắt, tôi thừa nhận, tôi là một người đàn bà yếu đuối, tôi chọn cách trốn chạy, đối diện với Aishwarya, tôi chọn cách trốn chạy, chứ không phải ở lại lãnh trách nhiệm của mình, tôi vốn nghĩ rằng cô ấy sẽ chết,
về sau mới biết rằng sự việc lần đó đã làm cô ấy bị liệt, mà tôi lại không bao giờ dám gặp lại cô ấy lần nữa. Phạm Tư Kỳ ôm lấy mặt, nước mắt lại chảy đầy trên má. Trương Dương nói, Hứa Gia Dũng lợi dụng việc này uy hiếp cô, bảo cô làm rất nhiều việc trái với lương tâm. Phạm Tư Kỳ gật đầu nói, tôi hận hắn ta, tôi luôn muốn hắn ta chết đi, đến tận một ngày tôi gặp được anh, tôi mới nhìn thấy hy vọng trên người anh. Trương Dương cười nói, cái chết của anh ta làm cô được giải thoát rồi. Phạm Tư Kỳ thở dài nói, cái chết của Hứa Gia Dũng làm cho tôi tưởng rằng thế giới của tôi đã trở về trước đó, cuộc sống của tôi đã đi vào quỹ đạo trước kia, tôi quyết tâm quên đi tất cả, bắt đầu lại cuộc sống của mình, nhưng lúc này, Lâm Bội Bội đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Trương Dương nói, thế là trong công việc của cô đã có thêm một người trợ lý, mà vị trợ lý này của cô dường như không tốt hơn Hứa Gia Dũng là mấy. Phạm Tư Kỳ cắn mạnh môi, sự việc đến bây giờ, cô ta cuối cũng đã hiểu, mình rơi vào tình trạng bây giờ, có liên quan trực tiếp đến thế giới tình cảm của cô ấy, vì Aishwarya, cô ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vì Hứa Gia Dũng đẩy cô ta vào địa ngục, sau cái chết của Hứa Gia Dũng, cô ta gặp được Lâm Bội Bội, vốn tưởng rằng được rời khỏi địa ngục trở về thiên đàng, không ngờ lần này lại làm cho cô ấy rơi vào địa ngục, tất cả đều là do cô ta tự gây ra cả. Phạm Tư Kỳ nói, có lẽ đây chính là cái giá tôi phải trả cho tình cảm của mình. Trương Dương không thể hiểu nổi thứ tình cảm này của cô ấy, nhưng hắn không hề cười trên nỗi đau của người khác. Với Trương Dương, lý do Phạm Tư Kỳ phạm tội, mặc dù giờ đây các loại chứng cứ đều nhắm vào cô ta, Trương Dương nói tiểu thư Phạm, bình tĩnh một chút, nói rõ ràng với luật sư của cô, vụ án này chưa chắc đã không thắng được. Phạm Tư Kỳ nhìn Trương Dương, anh có tin tôi vô tội không? Tôi tin hay không không quan trọng là bên luật pháp tin tưởng hay không. Anh không tin tôi. Trương Dương nhìn đôi mặt đờ đẫn của Phạm Tư Kỳ, tôi tin tưởng cô. Trên mặt Phạm Tư Kỳ lộ ra một nụ cười khó nhọc, cảm ơn. Dù tương lai của tôi thế nào, tôi cũng sẽ nhớ đã từng có người bạn như anh. Cậu thật sự tin rằng cô ấy vô tội sao? Thái độ của Trương Đức Phóng rất phức tạp. Trương Dương dừng bước. Nhìn Trương Đức Phóng, xem ra tất cả nội dung nói chuyện của tôi và cô ấy đều bị các anh nghe trộm cả. Trương Đức Phóng nói, Trương Dương, tôi là cảnh sát, trách nhiệm của tôi là bắt tội phạm. Trương Dương nói, trách nhiệm của anh là chế ngự tội phạm, chứ không phải là để chứng minh người khác có tội. Trương Đức Phóng nói, không có một người phạm tội nào chủ động thừa nhận mình có tội, không có sự cho phép của Phạm Tư Kỳ, Lâm Bội Bội không thể nào dùng số tiền này được. Tình trạng của Lâm Bội Bội chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có bất cứ lịch sử phạm tội nào, và cũng không có động cơ phạm tội, Phạm Tư Kỳ nói những lời đó với cậu, chỉ là để cậu đồng tình thôi. Trương Dương nói, cô ấy có tội hay không, không phải là việc tôi có thể quyết định, còn có luật sư, có tòa án, họ sẽ đưa ra quyết định. Hắn rất phản cảm với một vài lời của Trương Đức Phóng, không muốn nhiều lời với gã, khi chuẩn bị rời đi, Trương Đức Phóng nói, còn một việc nữa. Tôi hy vọng cậu có thể trả lại những thứ cậu lấy được từ hiện trường. Trương Dương dừng bước, gật đầu rồi nói, tôi sẽ bảo người trả lại những thứ đó cho anh. Cảm ơn. Trương Dương đi một vài bước rồi lại quay đầu lại nói, các anh định khởi tố cô ấy sao? Trương Đức Phóng nói, chứng cứ đầy đủ rồi nhất định sẽ khởi tố cô ấy, nếu như cậu là bạn của cô ấy, thì khuyên cô ấy tìm một luật sư tốt một chút. Ánh nắng sau trưa rất tốt, Heather phu nhân ngồi trên ban công căn phòng, đeo kính đen. Yên lặng hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Long Quý đang gọi điện thoại ở một chỗ không xa, sau khi gọi xong, đến bên cạnh bà ta nói, chủ Bính Quý đã rời khỏi đại lục rồi, anh ta không biết gì về sự việc. Heather phu nhân điềm đạm nói, vậy thì để cho anh ta mãi không biết. Long Quý gật đầu nói, đã sắp đặt thỏa đáng rồi, sau khi anh ta đến Thái Lan sẽ biến mất mãi mãi. Y dừng lại một lúc rồi nói, chỉ là không thể ngờ, họ sẽ tìm thấy Cung Nhã Hinh nhanh như vậy. Heather phu nhân nói, Trương Dương thật sự có bản lĩnh, thế cũng tốt, một thiếu nữ con quan, vốn không nên gặp phải số mệnh bi thảm vậy, càng huống hồ việc này vốn chẳng có liên quan gì với cô ấy cả. Đột nhiên lúc này bà ta trở nên thương hại người khác. Long Quý nói, cứ thế này, thì tội của Phạm Tư Kỳ sẽ giảm bớt được mấy phần rồi. Heather phu nhân cười nói, với cô ta, điều khủng khiếp nhất không phải là cái chết, mà là thân bại danh liệt, tất cả những hành động của cô ta đã làm cho gia tộc nhục nhã. Tinh Nguyệt đã bỏ rơi cô ta, cảnh sát đã quyết định khởi tố cô ta không tìm thấy bất cứ nào chứng minh mình vô tội. Dù là cô ta có thể sống, thì cuộc sống của cô ta chắc chắn sẽ là một thảm kịch. Chương 609, cha con.
thư ký thị ủy Lam Sơn Đường Tụng, phó thị trưởng Tần Thanh cùng đến Nam Tích vào buổi sáng ngày thứ ba. Đầu tiên, họ đến khảo sát công trường cảng nước sâu để xem tiến trình ở đó, sau đó đến hiện trường công trình bàn bạc về một vài tình hình chi tiết liên quan đến hợp tác khai phá cùng với phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ, phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ. Đến 11 giờ sáng, Thường Tụng cùng mọi người đến thị ủy Nam Tích, mở cuộc hội đàm cùng với bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên đã đợi ở đó từ lâu. Thật ra Từ Quang Nhiên và Thường Tụng trong lòng đều hiểu, chẳng còn gì có thể nói chuyện về vấn đề cảng nước sâu nữa rồi. Phó Tổng Giám đốc Văn đề nghị, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đứng ra làm chủ, dù là trong lòng Từ Quang Nhiên không đồng ý đến đâu, thì việc hai bên hợp tác khai phá cảng nước sâu đã trở thành sự thật, y không thể kháng cự, và cũng không dám kháng cự. Trong lúc Cung Kỳ Vĩ đến Nam Tích đề ra hạng mục hợp tác cảng nước sâu, Thường Tụng đã rất vui vẻ tán thành chuyện này, việc kiến thiết cảng nước sâu nhất định sẽ có tác dụng lớn với nền kinh tế những vùng lân cận, Thường Tụng không hề nghĩ đến việc thành tích, với tuổi của y, làm xong nhiệm kỳ này. Về cơ bản đã không thể tiến thêm được nữa rồi, Thường Tụng rất xem nhẹ việc thành tích, y muốn làm một chút việc gì đó thật sự cho Lam Sơn, trong lúc ông ta tại nhiệm, làm Lam Sơn có thể đạt được bước phát triển nhanh chóng. Nhưng Thường Tụng cũng hiểu rằng, nếu như Lam Sơn tham dự vào việc xây dựng khai phá cảng nước sâu, không thể tránh khỏi việc phải phân thành tích với Từ Quang Nhiên, điều này cũng là điều không thể nào làm khác được. Thường Tụng và Từ Quang Nhiên từ trước đến giờ đều có mối quan hệ tốt với nhau. Nếu không thì lúc đầu Thường Tụng cũng không giới thiệu Trương Dương cho y, bảo Trương Dương chữa lành bệnh phong thấp cho y, nhưng những người trong Đảng Cộng sản luôn phân biệt rất rõ ràng giữa quan hệ riêng và thành tích chính trị. Từ Quang Nhiên bắt tay rất nhiệt tình với Thường Tụng, y mỉm cười nói, hoan nghênh bí thư thường ủy cùng đến chỉ đạo công việc ở Nam Tích. Thường Tụng cười nói, Nam Tích là anh cả rồi, Lam Sơn chúng tôi là em nhỏ, lần này chúng tôi đến là để học tập noi gương thôi, chứ không dám làm công tác chỉ đạo gì đâu. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, hai thành phố ở rất gần nhau, lãnh đạo hai nơi cũng thường qua lại, nên đều quen nhau cả. Từ Quang Nhiên nói, nhưng nói đến tuổi tác, thì anh mới là anh cả của tôi. Thường Tụng cười nói, hai chúng ta sinh cùng năm, tôi trông già một chút, thật ra tôi chỉ hơn anh có một tháng thôi. Từ Quang Nhiên cười hà hà nói, lớn hơn một tháng cũng là hơn rồi. Mọi người ngồi xuống bên bàn hội nghị, cán bộ Nam Tích ở một bên, cán bộ Lam Sơn ở một bên. Từ Quang Nhiên cười nói, bí thư thường ủy đã đến đây thị sát tình hình cảng nước sâu rồi, có cảm xúc gì về tiến triển của cảng nước sâu? Thường Tụng nói, tôi đây là lần đầu tiên đến cảng nước sâu, nếu như chỉ dựa vào ấn tượng trước mắt thì quả thật không có quyền phát ngôn, thật ra người có quyền phát ngôn nhất trong việc này là đồng chí Lăng Không, tôi vốn định để anh ấy đến đây, nhưng anh ấy gần lúc đi lại có chút việc bận không bỏ được, vì thế tôi chỉ có thể cùng với thị trưởng Tần đến đây. Từ Quang Nhiên đương nhiên hiểu rằng Thường Lăng Không tại sao không đến. Thường Lăng Không là hạ thủ cũ của y, lần này hai bên cùng hợp tác việc cảng nước sâu đồng nghĩa với việc lấy mất một phần thành tích của y, Thường Lăng Không nhất định ngại không dám gặp y, sợ rằng gặp mặt hai bên sẽ khó xử, vì vậy mới chọn cách né tránh. Thường Tụng nói, bí thư Từ đã bảo tôi nói, thì tôi nói mấy câu vậy, tính quan trọng của công trình cảng nước sâu, tôi nghĩ mình không cần phải nhấn mạnh lại nữa, Phó Thủ tướng Văn đã đề nghị, các vị lãnh đạo đã ra sức ủng hộ cho việc hợp tác lần này của hai thành phố chúng ta. Thì chúng ta cần phải hợp tác cho tốt, phát huy được ưu thế lớn nhất nguồn tài nguyên của cả hai bên, nhất định phải làm cho tốt, nhất định phải xây dựng cảng nước sâu tốt hơn, cần phải xây dựng thành công trình tiêu biểu trong mấy năm gần đây của Bình Hải. Cần phải tạo phúc cho người dân Nam Tích và Lam Sơn, tạo phúc cho tất cả nhân dân Bình Hải. Tất cả mọi người vỗ tay rầm rập. Từ Quang Nhiên cười nói, bí thư thường ủy nói thật hay, có điều có một câu tôi có chút ý kiến. Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào y. Từ Quang Nhiên nói, sự hợp tác của chúng ta không chỉ tồn tại ở vấn đề khái niệm toán học, trong thời đại cải cách của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lam Sơn và Nam Tích có cơ sở tình cảm anh em nồng hậu, tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác giữa chúng ta là điều tất yếu. Sự hợp tác giữa chúng ta không chỉ sẽ thành công, mà sẽ trở thành thành tích mô phạm giữa các thành phố và các thành phố, công trình cảng nước sâu chắc chắn sẽ trở thành một cột mốc mới trong hành trình đoàn kết phấn đấu của chúng ta. Từng tràng pháo tay lại nổ lên dồn dập. Những câu nói của hai vị bí thư quả thật đều rất hay. Tiếp sau đó hai bên trao đổi ý kiến về vấn đề phát triển kiến thiết cảng nước sâu, thời gian thảo luận không lâu, việc hợp tác là việc đã quyết định từ lâu, về việc hợp tác cụ thể thì cần phải làm trong quá trình xây dựng. Cuối cùng, Từ Quang Nhiên và Thường Tụng ký hợp đồng hợp tác khai phá cảng nước sâu, không khí lúc đó rất hòa hợp và náo nhiệt, không xuất hiện tình hình chiến tranh lạnh giữa hai bên.
Buổi trưa ngày hôm đó Từ Quang Nhiên mở một bữa tiệc mời đoàn của Thường Tụng tại phòng chiêu đãi thành phố, Hạ Bá Đạt sau khi làm xong việc của mình, buổi trưa cũng đến ăn cơm, Từ Quang Nhiên và Thường Tụng uống hai ly rượu, y cười nói, Bí thư Thường, bên Lam Sơn các anh dự định giao công trình cảng nước sâu cho ai phụ trách? Thường Tụng cười nói, Cao Kiên chủ quản công nghiệp, Từ Quang Nhiên ngạc nhiên nói, tôi cứ tưởng là thị trưởng Tần kia. Tần Thanh cười nói, hôm nay tôi đến là để tham quan học tập thôi. Riêng việc khu khai phá của Lam Sơn đã làm cho tôi bận đủ rồi. Công trình cảng nước sâu lớn như vậy, tôi không đủ sức để gánh vác công việc này. Hạ Bá Đạt mỉm cười nói, Bí thư Thường, trước kia khi đồng chí Thường Lăng Phong còn ở Nam Thích, đã phụ trách công trình cảng nước sâu, tại sao không để anh ta tiếp tục làm việc này? Câu hỏi này cũng chính là câu Từ Quang Nhiên muốn hỏi. Thường Tụng nói, đồng chí Lăng không là tổng chỉ huy chính phủ Lam Sơn chúng tôi, anh ấy phải quản lý rất nhiều việc. Không thể nào chỉ chuyên tâm phụ trách việc cảng nước sâu được, thị trưởng Hạ chẳng phải cũng vậy sao? Một câu nói làm cho Hạ Bá Đạt không còn nói gì được nữa, thật ra Hạ Bá Đạt không giống với Thường Lăng không, Hạ Bá Đạt muốn nhúng tay vào, nhưng Từ Quang Nhiên lại cứ ở trên ép xuống, không để cho y tham dự vào việc cảng nước sâu, Thường Lăng không thì là do không muốn hai bên khó xử nên mới không làm Từ Quang Nhiên nói, mấy năm nay Lam Sơn phát triển thật rõ ràng, khu khai phá của các anh làm rất tốt. Lần hợp tác cảng nước sâu lần này là một cơ hội tốt với chúng tôi, vừa vặn mượn cơ hội này, thúc đẩy sự hợp tác giao lưu giữa hai thành phố chúng ta. Có thể để cho các cán bộ của chúng tôi đến Lam Sơn học các kinh nghiệm cải cách tiên tiến. Thường Tụng nói, học tập lẫn nhau chứ, Bí thư Từ khiêm tốn quá rồi, mấy năm gần đây Nam Tích cũng làm rất tốt công tác kiến thiết thành phố, những ngôi nhà chọc trời của các anh nhiều hơn chúng tôi rất nhiều. Từ Quang Nhiên cười, câu này của Thường Tụng làm cho y không được thoải mái lắm. Câu này rốt cuộc là khen hay là xoáy vào nỗi đau đây? Trong số lãnh đạo của các thành phố Bình Hải, Từ Quang Nhiên là một người nhiệt tình nhất trong công tác kiến thiết thành phố, không ngừng xây dựng cũng tạo nên những điều không tốt nhất định, bất cứ lúc nào đến Nam Tích cũng đều cảm giác đây là một công trường lớn, nói đến độ sạch sẽ nề nếp của diện mạo thành phố, Nam Tích không thể nào bì được với Lam Sơn. Từ Quang Nhiên nói tránh, sự phát triển của thành phố, không làm công việc kiến thiết, thì không thể thích ứng được với sự phát triển từng ngày từng giờ của thành phố, sự phát triển của thành phố giống như mực nước không ngừng dâng cao vậy. Để thích ứng sự phát triển này, chúng tôi cần phải không ngừng xây dựng, nếu không thì sẽ không theo kịp tốc độ phát triển ở đây, nếu vậy thì sẽ gây nên rất nhiều phiền toái. Thường Tụng cười nói, ví dụ của Bí thư Từ thật là sát nghĩa. Y hoàn toàn không đồng ý với cách nói của Từ Quang Nhiên, cải cách không chỉ là làm vấn đề xây dựng thành phố. Kiến thiết kinh tế không có nghĩa là chỉ đầu tư vào kiến trúc, nhưng mỗi người đều có một quan điểm chính trị riêng, mỗi người đều có một cách làm riêng, đây là Nam Tích, Thường Tụng đương nhiên không tiện nói nhiều. Từ Quang Nhiên nói, Bí thư Thường buổi chiều có đi đâu không? Y biết rằng thời gian Thường Tụng ở lại đây không lâu, việc quan trọng nhất là ký hợp đồng đã làm xong rồi, có lẽ buổi chiều họ sẽ quay về. Thường Tụng mỉm cười nói, ăn tối xong tôi muốn đến tham quan trung tâm thể dục thể thao mới của các anh một chút. Từ Quang Nhiên hơi ngớ người, ngay lập tức y đã hiểu, cái gọi là tham quan của Thường Tụng chỉ là muốn đi thăm con gái của y mà thôi. Y cười nói, anh không nói có khi tôi cũng quên mất, Hải Tâm đã được điều đến thể ủy làm việc rồi. Thường Tụng nói, hy vọng rằng nó đến Nam Tích không làm phiền gì thêm cho các anh. Từ Quang Nhiên nói, sao lại thế được, có điều nói ra thì rất là xấu hổ, mấy ngày nay tôi bận làm mấy việc công, Hải Tâm đến Nam Tích lâu vậy rồi, mà tôi còn chưa đi gặp cô ấy. Thường Tụng nói, anh là bí thư thị ủy, bình thường anh bận như vậy, đâu có thời gian để ý đến việc của nó cơ chứ. Hơn nữa, con bé này cũng không thích người khác quan tâm đến nó. Nó chuyển đến Nam Tích làm việc là do không muốn sống mãi dưới cái bóng của tôi. Nếu như anh đi gặp nó, hỏi thăm quan tâm nó vài câu, không biết chừng nó còn giận tôi nữa ấy. Trẻ con bây giờ ấy à, anh có quan tâm nó cũng không được, nó sẽ nói anh can thiệp vào quyền tự do của chúng nó. Phần lớn người ngồi đó đều có con cả. Nên rất đồng cảm với lời của Thường Tụng, cùng cười lên. Từ Quang Nhiên nói, vậy thì được, chiều tôi đi cùng với anh. Thường Tụng lắc đầu nói, không phải phiền vậy đâu, thật ra tôi đến tham quan trung tâm thể dục thể thao của các anh chỉ là cái cớ thôi, tôi vẫn muốn đến xem tình hình công tác của Hải Tâm thế nào, coi như lấy việc công trả thù riêng vậy, ha ha, không cần ai đưa tôi đi đâu, tôi đến đó nghe ngóng chút tình hình là được rồi, đừng làm phiền đến nhiều người. Từ Quang Nhiên cảm thán nói, thật đúng là lòng cha mẹ khổ nhất thiên hạ. Bí thư Thường, anh đã nói như vậy, thì tôi không ép nữa, sau khi anh đến trung tâm thể dục thể thao mới, tối nay nhất định phải ở lại Nam Tích, hai chúng ta còn nhiều việc để nói chuyện lắm,
một đêm bên ánh nến nhé, thế nào? Thường Tụng cười nói, cảm ơn thịnh tình của bí thư từ, tối nay tôi nhất định phải về Lam Sơn, anh biết rồi mà, những người như chúng ta, thời gian đều không thuộc về chúng ta. Đến khi nào nghỉ hưu rồi, chúng ta mới có được một chút thời gian thật sự là của bản thân mình. Từ Quang Nhiên nói, bí thư Thường còn sung sức lắm, chưa đến chuyện về hưu được đâu. Thường Tụng cười nói tôi hay là nói anh vậy. Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười lớn. Thường Tụng đi trung tâm thể dục thể thao mới, không phải là cuộc thăm viếng của quan lại, Tần Thanh cũng đi cùng với y. Trên danh nghĩa hai người đến thăm Hải Tâm, nhưng thật ra người Tần Thanh muốn gặp là Trương Dương. Khi hai người ngồi xe đến thể ủy, Hải Tâm đang tiến hành điều chỉnh thiết bị cùng với hai nhân viên kỹ thuật ở trung tâm thông tin, Trương Dương không ở thể ủy, hắn đã đến hiện trường trung tâm thể dục thể thao mới để kiểm tra công việc. Thường Hải Tâm không hề để ý đến việc cha đã đến ngoài cửa, chăm chú nói với nhân viên kỹ thuật những điều cần lưu ý. Thường Tụng cười hì hì nhìn con gái, cảm thấy con gái mình đã lớn hơn rất nhiều. Thường Hải Tâm giao ban xong, mới để ý đến cha và Tần Thanh ở ngoài cửa, cô ngạc nhiên nói, cha. Thị trưởng Tần, sao hai người lại đến đây thế này? Thường Tụng cười hà hà nói, đến Nam Tích bàn chút việc, công việc xong xuôi rồi, vì vậy đến đây thăm con. Thường Hải Tâm giống như một con tuần lộc vui vẻ chạy đến bên Thường Tụng, hơi trách trước khi cha đến cha cũng chẳng gọi điện cho con. Thường Tụng cười nói, cha muốn đánh du kích xem thế nào, xem con ở đây có làm việc cẩn thận hay không. Thường Hải Tâm cười hì hì nắm lấy tay Tần Thanh, chị Thanh, hoan nghênh chị đến tham quan trung tâm thông tin của chúng em. Mau vào đây, xem trung tâm mới thành lập của chúng em, rồi cho em chút ý kiến quý giá. Thường Tụng cười ha ha nói, nghe ra thật là hoành tráng quá. Y đi cùng con gái vào trong phòng, xem xung quanh, rồi nhẹ nhàng nói, môi trường bên này hình như hơi bị sơ sài một chút. Thường Hải Tâm nói, phòng làm việc trước kia của thể ủy chúng con bị di rời, vì thế chủ nhiệm Trương tạm thời mượn tòa nhà này, chỉ là quá độ thôi, đợi đến khi phòng làm việc bên trung tâm thể dục thể thao mới xây xong, chúng con lại chuyển về đó. Giờ đây gần như đã hoàn thành xong rồi, đang trang trí sửa sang lại thôi. Chính là do anh hai của con phụ trách đó cha. Thường Tụng gật đầu, y ngồi xuống chiếc ghế con gái mang đến, rồi lại cầm cốc nước đun sôi cô đưa đến, uống một ngụm rồi nói, không có trà à. Thường Hải Tâm cười khanh khách nói, con không thích uống, đúng rồi, đợi một chút, con đến phòng làm việc của chủ nhiệm Trương lấy cho cha một chút trà ngon. Tần Thanh nói, Trương Dương to gan thật nhỉ, bí thư Thường đến rồi mà anh ta cũng không biết đường ra chào một câu. Cô nói vậy là cố ý hỏi dò. Thật ra là muốn biết Trương Dương đi đâu. Thường Hải Tâm nói, anh ấy đến chỗ công trình trung tâm thể dục thể thao mới rồi, bên đó xảy ra chút chuyện, cần anh ấy phải ra mặt giải quyết. Thường Tụng nói, tiểu tử này bận quá nhỉ, cha còn tưởng rằng công việc của thể ủy các con rất nhàn cơ đấy. Tần Thanh cười nói, anh ấy là người không ngồi yên một chỗ được, đến đâu là chỗ đó nhất định phải hoạt náo hẳn lên. Tần Thanh đương nhiên rất hiểu tính cách Trương Dương. Thường Hải Tâm nói, câu này của chị Thanh rất đúng. Cô ấy đi ra ngoài không lâu đã mang về trà ô long của Trương Dương, rót cho cha và Tần Thanh mỗi người một cốc. Tần Thanh rất có hứng thú với trung tâm thông tin của họ, Thường Hải Tâm giới thiệu cho cô ấy một chút, rồi lại biểu diễn cả cha tư liệu. Tần Thanh nói, thật sự rất tiện lợi, giờ đây đều đang tự động hóa trong văn phòng. Không ngờ, Nam Tích các em là nơi đầu tiên làm việc này. Hải Tâm, em đến Nam Tích thật sự đã giúp họ được một việc lớn. Thường Hải Tâm nói, em không dám lập công đâu. Việc này đã là việc kế hoạch xong trước khi em đến rồi, chủ nhiệm Trương giao trung tâm thông tin cho em phụ trách, lúc đầu em mới đến chẳng hiểu gì cả, chỉ là một người giúp việc vặt thôi. Thường Tụng uống một ngụm trà rồi nói, nhà đầu, biết cách khiêm tốn rồi. Tần Thanh cười nói, Hải Tâm trước đến giờ đều rất khiêm tốn. Thường Tụng thở dài nói, ta cứ tưởng rằng, đứa con gái này của ta là đứa nghe lời ta nhất, giờ đây mới phát hiện ra đứa không nghe lời nhất là con. Thường Hải Tâm bĩu môi nói, cha à, cha cũng không muốn người ta nói con gái cha lợi dụng quyền uy của cha để mưu cầu danh lợi đúng không? Khi con còn ở Lam Sơn, dù là con có giành được thành tích tốt mấy trong công tác, thì người khác đều nói rằng đó là vì cha đứng đằng sau con chọn đến Nam Tích làm việc, là vì không muốn mãi sống dưới cái bóng bảo vệ của cha đó. Thường Tụng cười nói, được, được, dù sao thì con cũng đều có lý cả, cha nói không thắng được con, chỉ cần con vui vẻ làm việc, thì có làm ở đâu cũng vậy thôi. Làm quan cũng có cái khổ của việc làm quan, đồng thời với việc đem lại cho con cái những vẻ vang, thì cũng mang đến cho họ những áp lực vô hình, sự áp lực này người ngoài không thể nào cảm nhận được.
Tần Thanh nói, Hải Tâm cũng được coi là đã tìm được mảnh đất màu mỡ để mình phát huy rồi, chúc mừng em nhé. Thường Tụng nói, vừa mới bắt đầu công việc mới, có thực sự thích hợp hay không cũng khó nói lắm. Trong sâu thẳm tâm hồn y không muốn để con gái rời xa mình, mặc dù giữa Nam Thích và Lam Sơn không hề xa xôi, nhưng sau khi con gái đến đây, không thể nào gặp được con gái ngày ngày như trước nữa. Ba đứa con của y, con trai lớn Thường Hải Thiên đến Giang Thành, con trai thứ Thường Hải Long vì làm ăn buôn bán nên bôn ba khắp nơi. Giờ đây đến cô con gái út cũng đến Nam Thích làm rồi, Thường Tụng dành phần lớn thời gian trông coi nhà cửa cùng với vợ, trong lòng khó mà tránh khỏi cô đơn. Thường Hải Tâm nói, cha à, cha không xem trọng con như vậy sao? Thường Tụng nói, không phải là không xem trọng con, mà là cha lo rằng con ở ngoài không có ai chăm sóc cho. Y rất mực quan tâm đến con gái mình. Thường Hải Tâm nói, đâu có như vậy cha, Trương Dương đối xử với con rất tốt, khi nói chuyện, cô ngáp một hơi, mấy ngày nay vì bận bịu với công việc ở trung tâm thông tin, nên cô chưa được ngủ đẫy giấc một ngày nào. Thường Tụng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con gái, trong lòng cảm thấy thương xót, y thấp giọng nói, làm việc đừng làm đến kiệt sức, đến khi sức khỏe không đáp ứng nổi nữa là phiền hà đấy. Tần Thanh không hề muốn tiếp tục làm phiền đến cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ, nhẹ nhàng lên tiếng, hai cha con nói chuyện đi nhé, tôi đi ra ngoài này xem một chút. Thường Tụng cười nói, tôi đi cùng với cô, tôi cũng muốn xem trung tâm thể dục thể thao mới của Nam Thích xây dựng thế nào. Thường Hải Tâm nói, con dẫn đường cho mọi người. Công trường trung tâm thể dục thể thao mới xảy ra sự cố, người xảy ra việc vẫn là công ty kiến trúc thế kỷ mới, tổng giám đốc Từ Quang Lợi bị bắt, bên tài vụ xảy ra vấn đề, không phát tiền lương cho công nhân được, đám công nhân này vốn đã ấm ức, giờ đây bên ngoài có không ít lời đồn về Từ Quang Lợi, công nhân nghe được một số tin tức không hay, nên ai nấy đều lo lắng, mọi người họp lại một chút, rồi quyết định dùng phương thức bãi công để đòi tiền lương của họ. Lý Trường Phong mấy ngày nay đều đang cố gắng chống đỡ, ở trong công ty gã chẳng có mấy quyền uy, sau khi Từ Quang Lợi bị bắt, nội bộ công ty cũng loạn cào cào, mới bắt đầu, Lý Trường Phong tưởng rằng bác của mình là bí thư thị ủy Nam Thích, thì chú sẽ không có vấn đề gì, một thời gian ngắn sau sẽ được thả ra, nhưng gã không thể nào ngờ được rằng, Từ Quang Nhiên đã biểu lộ thái độ rõ ràng, y sẽ không hỏi quá nhiều về việc này, phải để làm theo pháp luật. Lý Trường Phong lúc này mới ý thức được nỗi phiền hà lớn của chú mình, với năng lực của gã, không thể nào thuyết phục được quần chúng, sự thù oán lâu ngày tích lũy của công nhân đã vỡ òa ra, cuối cùng biến thành một trận bãi công, thiếu tiền lương chỉ là một mồi lửa. Trương Dương sau khi biết được tin này, ngay lập tức đến hiện trường, may mà các công nhân chỉ bãi công, không có hành vi bạo lực, đa phần công nhân đều biết Trương Dương, biết rằng hắn là người phụ trách cao nhất của trung tâm thể dục thể thao mới. Các công nhân nhao nhao nói, chính phủ bảo chúng tôi xây nhà, chúng tôi đã vất vả lắm mới xây được xong căn nhà, giờ đây chính phủ lại không trả tiền lương cho chúng tôi, đây chẳng phải là hành vi của kẻ lưu manh trốn nợ sao? Họ chẳng thèm để ý xem ai là người bao thầu công trình này, không nhận được tiền lương ai mà không sốt ruột, ruột gan sôi sùng sục lên thì cũng chẳng cần phải để ý gì đến khách sáo nữa. Trương Dương cười nói, mời mọi người giữ bình tĩnh, tôi hôm nay đến đây là để giúp mọi người giải quyết vấn đề. Mong mọi người tin tưởng tôi, tin tưởng chính phủ, tin tưởng đảng của chúng ta, những cán bộ như chúng tôi làm việc là để phục vụ cho mọi người mới thật sự là những chủ nhân của đất nước này, chúng tôi làm sao có thể nợ tiền của mọi người được chứ? Mấy người công nhân đều nở nụ cười gian manh, một người trong số đó nói, chủ nhiệm Trương, đừng nói ngược lại chứ, chúng tôi phục vụ cho các anh mới là đúng, dù là phục vụ cho các anh hay là phục vụ cho đất nước, thì chúng tôi đều cam tâm tình nguyện. Nhưng các anh cũng phải cho chúng tôi tiền lương đúng hạn chứ, từ lúc chúng tôi làm việc ở trung tâm thể dục thể thao mới này, chưa lần nào nhận được tiền lương đúng hạn cả, chúng tôi cũng đã phản ánh lên trên không chỉ một lần, mỗi lần phản ánh, các anh đều hứa này hứa nọ. Nhưng hứa xong, thì các anh trước làm thế nào, giờ vẫn y nguyên vậy, có thể các anh chẳng coi số tiền lương đó của chúng tôi ra gì, nhưng với chúng tôi nuôi nấng gia đình đều dựa cả vào số tiền lương đó, chúng tôi phải làm sao? Nghe đến câu này tất cả công nhân đều xúc động. Trương Dương giơ hai tay xoa dịu quần chúng nói, mời mọi người giữ yên lặng, tôi đã nói, tôi đã đến đây rồi, thì sẽ giải quyết vấn đề cho mọi người. Tôi là tổng chỉ huy xây dựng của trung tâm thể dục thể thao mới này, đây cũng là trách nhiệm của tôi, mọi người hãy về lại cương vị của mình đã, cho tôi một ngày, tôi xin hứa, giờ này ngày mai, nhất định sẽ phát lương cho mọi người. Các công nhân nghe đến đây đã thấy hơi do dự, một người nói, đừng nghe anh ta. Mấy lần đều nói như vậy rồi, lần nào cũng nợ hết. Đúng thế, chúng tôi không tin nữa đâu. Đúng thế,
bảo anh ta phát tiền lương ngay bây giờ. Trương Dương cười nói, các vị sư phụ, chỉ một ngày thôi mà các vị cũng không đợi được sao. Đã vậy thì tôi mặc kệ chuyện này vậy, tôi muốn nhắc mọi người một việc, công trình trung tâm thể dục thể thao mới do công ty kiến trúc thế kỷ mới bao thầu, oan có đầu nợ có chủ, mọi người đến công ty đó đòi tiền đi. Thấy rằng nói nhỏ nhẹ không được, Trương Đại Quan thấy cần phải có chút lên mặt, hắn cũng không muốn nhằm vào đám công nhân này, mấy người này cũng chẳng có tội tình gì, nhưng nếu cứ nhượng bộ mãi, thì không những không giải quyết được tình hình, mà còn làm cho tình hình phức tạp thêm nữa. Trương Dương vừa nói vậy, các công nhân đều im bặt, một người đứng lên nói, anh là tổng chỉ huy của trung tâm thể dục thể thao mới này, anh dựa vào đâu mà không quản lý chúng tôi chứ? Trương Dương nói, tôi đã nói rồi, 24 giờ đồng hồ, nếu như các anh không cho tôi chút thời gian này, tôi cũng chẳng còn cách nào cả, Trương Dương tôi có bao giờ nói mà không giữ lời, tôi đã nói rằng giờ này ngày mai sẽ phát tiền lương cho các anh, thì nhất định sẽ phát. Tất cả các công nhân mặc dù đều rất hung hãn, nhưng cũng chẳng có ai đứng ra làm trụ cột, mục đích họ gây gổ chỉ là vì muốn đòi lại tiền lương mà thôi, chứ không phải là làm loạn lên. Nghe Trương Dương hứa như vậy, họ thầm thương lượng, ý kiến của phần đông công nhân là dù sao thì tiền lương cũng đã bị nợ rồi, và cũng chẳng để tâm đến một ngày nữa. Trương Dương khó khăn lắm mới khuyên được đám công nhân bình tĩnh lại, đợi đến khi công nhân rời đi, Trương Dương xông đến trước mặt Lý Trường Phong nói, anh đến phòng làm việc cho tôi. Lý Trường Phong biết rằng chẳng có chuyện tốt lành gì, nhưng việc đến giờ cũng chỉ đành cam đầu đi vào theo. Trương Dương vẫn chưa kịp hỏi tội, Lý Trường Phong đã kêu khổ trước, chủ nhiệm Trương à, việc này anh cũng không hiểu rõ đâu, chú tôi bị viện kiểm sát gọi đi hỏi rồi, quyền tài chính của công ty cũng nằm trong tay chú ấy một ngày không trở về, thì tôi cũng không thể nào lấy tiền phát lương cho công nhân được, không phải là tôi không muốn đưa, mà thật sự trong tay tôi bây giờ không có tiền. Trương Dương nói, tôi thật là buồn đấy. Công ty kiến trúc thế kỷ mới của các ai lúc nào cũng oang oang miệng nói rằng thực lực của các anh hùng hậu, nhưng giờ đây ngay đến tiền lương của công nhân mà các anh cũng không lấy ra được, cái gọi là thực lực trước kia chạy đi đâu mất hết rồi. Lý Trường Phong nói, chủ nhiệm Trương à, quyền tài chính không nằm trong tay tôi, muốn quyết định chuyện này nhất định phải chờ cho chú tôi quay về đã. Trương Dương thật sự đã tức giận, hắn chỉ vào mặt Lý Trường Phong mắng, tôi hỏi anh rốt cuộc thế này là thế nào? Mỗi lần xảy ra việc đều là các anh. Chất lượng công trình chẳng biết các anh làm ăn ra sao, nhưng mấy việc phiền hà thì liên tiếp xuất hiện, công nhân làm việc, trả tiền đúng công là chuyện bình thường nhất trên đời, sao đến lượt các anh lại dở lắm trò ra như vậy cơ chứ? Tôi đã nói từ lâu rồi, không có tiền thì đừng có cố, anh thử nhìn xem anh làm ra cái thể thống gì rồi. Lý Trường Phong nói, việc này cũng không thể hoàn toàn trách chúng tôi được, đang yên đang lành, viện kiểm sát bắt chú tôi đi, giờ đây công ty như con rồng mất đầu, không loạn lên mới là lạ. Trương Dương tức giận nói, chú anh bị bắt vào đó cũng trở thành lý do được à? Vào viện kiểm sát rồi thì có thể không trả tiền lương cho công nhân người ta à? Lý Trường Phong nói, dù sao thì giờ đây chú ấy không ký tên, thì tôi chẳng có đồng nào cả, đừng nói là lương của công nhân tôi không giải quyết được, dù là công trình này tôi cũng không thể nào duy trì tiếp được nữa. Trương Dương nói, được lắm, anh giở trò không ăn được thì đạp đổ với tôi phải không? Lý Trường Phong, nguyên tắc của tôi từ trước đến giờ đều là thả vứt đi chứ không chịu lấy mấy đồ rác rưởi. Anh đừng có lấy đình công ra để dọa tôi, anh không có tài cán làm tiếp thì anh mau cút đi cho tôi, không thể vì một đơn vị các anh mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình của trung tâm thể dục thể thao chúng tôi được. Lý Trường Phong tức giận nói, anh lúc nào cũng nhắm vào tôi cả. Anh mà xứng để tôi nhắm vào ấy à, tôi từ trước đến giờ đều làm việc chứ chẳng phải đối chọi gì với mọi người, muốn tôi có thái độ tốt với anh. Thì anh làm việc cho tốt vào đã, tiền lương của công nhân anh có giải quyết được không? Lý Trường Phong không nói gì. Trương Dương nói, nước có thể dẫn thuyền cũng có thể lật thuyền, có một vài việc xem chừng là việc tốt, nhưng nếu như anh không đủ bản lĩnh làm được, thì sẽ biến thành việc xấu, anh động não mà suy nghĩ đi, sự việc ngày hôm nay nếu như toạc ra ngoài, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng gì trong thành phố chứ? Chú anh đang bị điều tra trong viện kiểm sát, công trường lại xảy ra chuyện này. Anh nghĩ rằng nó sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho các anh và người nhà các anh chứ? Lý Trường Phong dù có dốt đến mấy thì cũng vẫn hiểu được hàm ý của hai chữ người nhà trong câu nói vừa rồi của Trương Dương. Hắn đang nhằm ám thị việc này có thể sẽ mang đến cho bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên ảnh hưởng không tốt. Nghĩ đến thái độ lạnh như băng của bác, Lý Trường Phong ngay lập tức mềm nhũn người, gã thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, tôi thừa nhận thái độ của tôi không đúng, thế này đi. Tôi sẽ nghĩ các ngay, cố gắng giải quyết vấn đề tiền lương của công nhân. Trương Dương nói, đừng quên,
Một ngày thôi, nhất định phải giải quyết việc này, không thể để ảnh hưởng của nó lan rộng. Trương Dương rời khỏi phòng làm việc của Lý Trường Phong, thấy Thường Hải Tâm dẫn mấy người nữa bước đến, người đi đầu là Thường Tụng và Tần Thanh, Trương Dương cười ha ha bước tới, Bí Thư Thường, thị trưởng Tần đại giá, để trung tâm thể dục thể thao mới của chúng tôi được hân hạnh đón tiếp thật là vinh dự quá. Thường Tụng cười nói, không đến độ nói như vậy chứ, chúng tôi chỉ là tiện đường đến tham quan thôi. Trương Dương nói, khắp nơi đều đang xây dựng, có gì để xem đâu, nào, vào phòng làm việc của tôi ngồi một lúc. Hắn dẫn đoàn người đến bộ chỉ huy hiện trường của trung tâm thể dục thể thao mới, sau khi mời mọi người ngồi xuống, hắn ngay lập tức cầm điện thoại lên nói, Bí Thư Thường, thị trưởng Tần, hai người khó khăn lắm mới đến Nam Thích được, tối nay tôi mời mọi người ăn một bữa cơm, tiện thế báo cáo tình hình công tác với hai vị lãnh đạo luôn. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại đến Nam Dương Quốc tế để đặt bàn. Thường Tụng lắc đầu nói, không cần, tôi chỉ đến để thăm Hải Tâm chút thôi, tí nữa là tôi về Lam Sơn rồi. Tần Thanh cười nói, Bí Thư Thường không yên tâm Hải Tâm ở đây, sợ rằng người làm lãnh đạo như anh làm khó cho cô ấy. Trương Dương cười ha ha nói, Bí Thư Thường, ông yên tâm, cho tôi thêm một lá gan nữa tôi cũng chẳng dám làm như vậy, Hải Tâm là nhân tài khó kiếm, tôi khó khăn lắm mới mời được cô ấy về, chỉ có cô ấy bắt nạt tôi thôi, chứ tôi làm sao dám bắt nạt cô ấy. Thường Tụng nói, Trương Dương à, thấy các cậu làm đâu ra đấy, tôi cũng yên tâm rồi. Y lại hỏi về tình hình xây dựng của trung tâm thể dục thể thao mới, Trương Dương nhẫn nại trả lời, vì nhiều người ở đây, nên hắn và Tần Thanh ít có cơ hội nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt hai người gặp nhau, cũng chỉ dám nhìn một phút chốc rồi thôi, mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy được tấm chân tình trong ánh mắt của cô. Thường Tụng và Tần Thanh đều phải đi làm công vụ, không thể ở lại Nam Tích quá lâu, 4 giờ chiều. Hai người họ ngồi xe quay về, lần này Tần Thanh đến và đi quá nhanh, thậm chí chưa nói được câu nào riêng với Trương Dương, điều này đã chứng minh một việc, khi làm quan con người ta không thể nào tự do tự tại. Phó thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ cũng nghe đến việc bãi công của trung tâm thể dục thể thao mới, y gọi điện thoại đến hỏi về việc này, Trương Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện cho y nghe, Lý Trường Vũ nghe xong trầm ngâm một lúc. Trương Dương thấp giọng nói, thị trưởng Lý, việc này có cần phải nói với Bí Thư Từ không? Nếu như công ty thế kỷ mới không mau giải quyết vấn đề này, thì tôi sẽ phải áp dụng một vài cách không thể tránh khỏi. Lý Trường Vũ nói, phải mau chóng làm dịu mâu thuẫn, nhất định phải giải quyết tiền lương của công nhân, không thể nợ thế được. Trương Dương nói, thế kỷ mới không lấy được tiền ra, từ Quang Lợi sau khi bị viện kiểm sát bắt đi, bên họ đã loạn cào cào lên rồi, ngay cả việc xây dựng bình thường cũng không thể đảm bảo được nữa, tôi thấy đình công cũng tốt, chất lượng công trình đỡ gặp vấn đề. Lý Trường Vũ nói, đừng nói bừa, công trình sân vận động chính là kiến trúc mang tính tiêu biểu của trung tâm thể dục thể thao, giờ đây bộ phận chính đã hoàn thành rồi, nhất định không được để xảy ra việc chậm trễ tiến độ công trình, nếu thật sự không giải quyết được thì có thể nghĩ đến việc lấy tiền công trình của họ tách ra một phần để trả công cho công nhân trước. Trương Dương nói, thị trưởng Lý, tiền lệ này chúng ta không thể nào làm được, một là chúng ta cũng rất căng về vấn đề tiền phải sử dụng vào đúng chỗ, hai là... Những đơn vị đợi chúng ta cho tiền rất nhiều, nếu như chúng ta có tiền lệ như vậy, thì những nhà đầu tư khác nhất định sẽ xông đến đòi tiền của chúng ta, đến lúc đó tôi chỉ sợ không thể nào cáng đáng nổi. Lý Trường Vũ nói, việc bán đấu giá chuẩn bị thế nào rồi? Trương Dương nói, có 4 nhà đầu tư đã giao tiền đặt cọc rồi, người có thực lực thật sự là Kiều Bằng Cử và Vương Quân Giao, vì tập đoàn Tinh Nguyệt tạm thời rút ra, nên tôi thấy cạnh tranh chủ yếu sẽ giữa hai công ty đó thôi. Lý Trường Vũ nói, tuần sau khi đấu giá lần 2, áp lực kinh tế của cậu cũng giảm bớt được nhiều rồi. Trương Dương cười nói, phần lớn bị mọi người lấy đi rồi, thể ủy chúng tôi chỉ còn lại 30%, có được 3 hoặc 50 triệu là được lắm rồi. Lý Trường Vũ cười nói, tham quá không tốt đâu, cậu phải hiểu rằng chi túc thường lạc. Trương Dương nói, tất cả các lãnh đạo đều muốn rằng ngựa chạy được nhưng ngựa lại không ăn cỏ, nhưng giờ là xã hội kinh tế, tôi chỉ dựa vào nhiệt tình không. Mà trong tay chẳng có đồng nào thì cũng chẳng làm được việc gì cả, thị trưởng Lý, ông phải cố gắng giùm tôi. Lý Trường Vũ nói, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho cậu chính sách rộng hơn. Tôi không cần chính sách, tôi cần tiền kia. Lý Trường Vũ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến gặp Từ Quang Nhiên, công ty kiến thiết thế kỷ mới có liên quan đến người nhà của Từ Quang Nhiên, cần phải để y nói một vài lời. Lý Trường Vũ sau khi đến Nam Thích đã nghe nói đến mâu thuẫn giữa Trương Dương và Từ Quang Nhiên. Y không muốn vì chuyện của trung tâm thể dục thể thao mới giữa Trương Dương và Từ Quang Nhiên lại có mâu thuẫn, y cho rằng giờ đây Nam Thích không cần phải có sóng gió gì nữa,
nên ổn định là hơn, chỉ cần có thể ổn định cục diện chính trị, mới có thể làm tốt được công tác phát triển. Từ Quang Nhiên nghe Lý Trường Vũ nói xong việc của công ty Thế Kỷ Mới, nét mặt rất khó coi, y càng ngày càng nhận thức được việc lúc đầu y giao trung tâm thể dục thể thao mới cho em trai mình làm là một điều sai lầm, người em này của y quá ham cái lợi trước mắt. Từ Quang Nhiên nhìn ra được rằng y không có khả năng hoàn thành đúng hạn công trình trung tâm thể dục thể thao, nên đã phân công trình này ra, chỉ giữ cho y công trình sân vận động chủ yếu, những quyền lực khác đều đưa cho Trương Dương, nhưng dù như vậy, vẫn xảy ra chuyện, vì em trai của y có dính dáng đến vụ Huệ Kính Dân, giờ đây vẫn bị kiểm tra ở viện kiểm sát, theo tình hình trước mắt tìm hiểu được, Từ Quang Lợi đã nhận hành vi hối lộ của mình, có lẽ khó tránh khỏi việc bị kiện vì vụ này. Từ Quang Nhiên vốn tưởng rằng đây đã là kết quả xấu nhất rồi, không ngờ bên Kiến Thiết Thế Kỷ Mới lại xảy ra chuyện, công nhân vì bị nợ tiền công mà bãi công, nếu như việc này làm dùm beng lên, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của y, làm cho y không ngóc đầu lên được, Từ Quang Nhiên thật sự quá đỗi hối hận cho lúc ban đầu. Lý Trường Vũ nói, Bí Thư Từ, ông cảm thấy việc này nên xử lý thế nào? Câu này làm cho Từ Quang Nhiên cảm thấy rất khó chịu, Lý Trường Vũ rõ ràng đang đẩy chuyện này lên người y. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Trường Vũ hỏi như vậy cũng không thể nào trách được, dù sao thì Kiến Thiết Thế Kỷ Mới là công ty của em ruột y, xảy ra việc, Lý Trường Vũ đến tìm y, đích thì có phần đùn đẩy trách nhiệm, nhưng một mặt khác cũng đã chứng minh, Lý Trường Vũ để ý đến thể diện của y, Từ Quang Nhiên nói Trường Vũ à, tôi đã nói từ lâu rồi, việc công không thể bàn đến tình người, nên làm thế nào? Thì làm như vậy. Lý Trường Vũ thầm cười trong bụng, người như Từ Quang Nhiên thật là biết cách giả đò. Nếu không xét về tình cảm, chẳng lẽ y sẽ để em trai của y phụ trách công trình trung tâm thể dục thể thao sao? Giờ đây xảy ra việc rồi, y không đứng lên chịu trách nhiệm, thì ai đứng lên chứ? Nhưng trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không thể nói ra, Lý Trường Vũ nói, Bí Thư Từ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, không để ảnh hưởng lan rộng. Từ Quang Nhiên nghe đến ảnh hưởng lan rộng, trong lòng thót lên, mùa đông này với y thật sự khó sống, rất nhiều việc không thuận lợi ồ ạt đổ đến. Nếu như y không xử lý tốt chuyện này, có lẽ về sau sẽ dẫn đến một trận giông bão nữa. Sau khi Lý Trường Vũ đi khỏi, Từ Quang Nhiên ngay lập tức gọi điện cho cháu là Lý Trường Phong. Lý Trường Phong nghe y hỏi đến việc công nhân bãi công, không ngừng kêu khổ, bác à, việc này thật sự không thể nào trách cháu được, bác út nhà mình vẫn ở trong viện kiểm sát, tất cả việc của công ty vất lại đây, tài vụ vốn đã chẳng có bao nhiêu tiền, cháu đến tìm bác gái chẳng có cách nào cả, bác ấy nói không có tiền. Cháu làm được gì nữa ạ? Đến giờ tiền thành phố nợ bọn cháu họ vẫn còn chưa trả kìa. Từ Quang Nhiên nghe gã nhắc đến việc tiền công ngay lập tức giận dữ nói, tiền, ngoài việc biết kiếm tiền chúng mày còn biết làm gì nữa hả? Đã nhận công trình trọng điểm của thành phố, thì đầu tiên phải nghĩ làm sao để xây cho tốt, lúc đầu chúng mày nói thế nào, nhưng thực thế thì lại làm ra làm sao? Tao thật sự không muốn nói gì với chúng mày nữa, tao không biết mày có lý do gì. Ngày mai nhất định phải phát lương cho công nhân, đừng gây thêm chuyện nữa. Từ Quang Nhiên nói xong tức giận cúp điện thoại, nhưng y nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn thấy không yên tâm, lại gọi điện cho em hai là Từ Quang Thắng, y luôn cho rằng em thứ làm việc cẩn thận hơn, cháu trai Lý Trường Phong là một người không dựa dẫm được, gặp phải chuyện này, nhất định phải có một người đứng ra giúp đỡ gã, Từ Quang Thắng là sự lựa chọn hợp lý nhất. Từ Quang Thắng sau khi nhận được điện thoại ngay lập tức tìm đến cháu trai Lý Trường Phong. Họ cùng đến nhà Từ Quang Lợi, làm công tác tư tưởng, vợ của Từ Quang Lợi mới đồng ý lấy tiền ra để trả lương cho công nhân. Sau khi đi từ nhà Từ Quang Lợi ra, Lý Trường Phong mặt đầy ấm ức nói, bác hai à, đợi sau khi xong chuyện này, cháu không làm nữa đâu. Từ Quang Thắng nói, Trường Phong à, không thể thế được đâu, bác út của cháu còn ở trong viện kiểm sát kìa, công ty đều dựa vào cháu cả đấy. Lý Trường Phong nói, cháu không có cái bản lĩnh ấy, mặc dù bác ấy vào viện kiểm sát rồi. Nhưng quyền tài chính vẫn nằm trong tay vợ bác ấy, cháu chịu mắng vì chuyện của nhà họ, đến cuối cùng còn phải nhìn nét mặt của vợ bác ấy nữa chứ, giống như là cháu đòi tiền cho bản thân cháu vậy, cháu một cổ mấy chồng, thật không chịu nổi nữa rồi. Từ Quang Thắng thở dài nói, nhưng công trình vẫn chưa kết thúc, cháu mà phá ngang thế này, công khoản còn lại không muốn lấy nữa hay sao? Lý Trường Phong nói, bác hai à, không phải là cháu không muốn làm, mà không thể nào làm tiếp được nữa rồi. Cháu chẳng có quyền hành gì trong công ty, vốn cháu tưởng rằng, bác út của cháu vào đó mấy ngày là được ra ngay, nhưng giờ đây đã vào đó lâu thế rồi, hy vọng được ra ngày càng nhỏ, nghe nói bác ấy gặp hạn rồi, cơ quan kiểm sát sẽ khởi tố tội hối lộ, tiền của công ty đều ở trong tay vợ bác ấy, Thế Kỷ Mới giờ đây chỉ là một cái vỏ rỗng không thôi,
cháu không sợ bị người khác mắng, nhưng cháu không muốn bị người ta mắng mà chẳng rõ lý do. Từ Quang Thắng vỗ vỗ vai Lý Trường Phong rồi nói, làm việc phải có đầu có cuối, nếu như giờ đây cháu bỏ dở giữa đường, thì bên công trình phải làm sao? Lúc đầu cháu nhận công trình này vì thể diện của bác cả cháu, sân vận động sắp xây dựng xong rồi, lúc kết mà các cháu lại làm thế này, có bao giờ cháu nghĩ đến cảm giác của bác cả chưa? Lý Trường Phong cắn môi nói, bác hai à, cháu không thể chịu nổi nữa rồi, cháu không có tiền mà. Thái độ của vợ bác út bác cũng thấy rồi đấy, rõ ràng là tiền của công ty, nhưng lấy tiền từ trong tay bà ấy như là cắt từng khúc ruột bà ấy ra vậy, giờ đây thành phố vẫn chưa trả 1 triệu, cháu lấy cái gì để tiếp tục chứ? Cháu vất vả chống đỡ như thế này là vì ai kia? Từ Quang Thắng nói, thế này à, hay là, bác đi tìm Trương Dương nói chuyện, quan hệ giữa bác và cậu ta cũng được, cậu ta có khi sẽ giữ chút thể diện cho bác. Từ Quang Thắng nói được là làm được, ngay lập tức y đến tìm Trương Dương. Trong số 3 anh em họ Từ, Trương Dương cảm thấy Từ Quang Thắng là người sống được nhất, khi Từ Quang Thắng đến tìm hắn, hắn đang chuẩn bị tan ca, thấy Từ Quang Thắng bước đến. Hắn ngay lập tức đoán được y đến lần này là có liên quan đến việc bãi công của công nhân, cười hì hì đón y rồi nói chủ nhiệm Từ, cơn gió nào đưa ông đến đây thế này. Từ Quang Thắng nói, không có việc thì chẳng dám làm phiền cậu, lần này tôi đến là nhờ cậu giúp đỡ. Trương Dương nói, mau vào đây ngồi. Từ Quang Thắng ngồi xuống, nhận lấy một cốc trà của Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, lần này tôi đến là vì chuyện của công ty kiến thiết thế kỷ mới. Trương Dương gật đầu. Hắn tự rót cho mình một cốc trà, rồi dựa lưng vào bàn làm việc, cười hì hì nhìn Từ Quang Thắng nói, đến để nói giúp cho cháu ngoại ông phải không? Từ Quang Thắng nói, công ty chẳng có việc gì của tôi, nhưng giờ đây em ba nhà tôi đang ở trong viện kiểm sát, công ty mất đi người lãnh đạo, thằng cháu của tôi lại không giỏi về việc kinh doanh, nên quản lý công ty có phần hơi hỗn loạn. Trương Dương nói không hề khách sáo, không phải có phần hỗn loạn, mà là vô cùng hỗn loạn. Chiều ngày hôm nay công nhân lại bãi công rồi, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Từ Quang Thắng nói, chủ nhiệm Trương, tôi cũng chẳng giấu gì cậu, vừa nãy tôi đã cùng Lý Trường Phong đến nhà chú ba, nói rách cả họng ra mới thuyết phục được em dâu tôi lấy ra một khoản tiền, để giải quyết vấn đề tiền lương của công nhân trước. Trương Dương nói như vậy có nghĩa là vấn đề tiền lương của công nhân đã được giải quyết rồi. Từ Quang Thắng nói, giải quyết rồi, nhưng nếu cứ theo đà này, về sau nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chủ nhiệm Trương, cậu là tổng phụ trách công trình trung tâm thể dục thể thao mới, cậu cũng không muốn công trình của mình xảy ra bất cứ vấn đề gì đúng không? Trương Dương gật đầu. Từ Quang Thắng nói, công trình sân vận động chính sắp sửa hoàn thành rồi, nhưng lúc này Từ Quang Lợi lại xảy ra chuyện, nội bộ công ty rất nhiều người lo lắng, tài chính công ty cũng có vấn đề, cậu xem có thể chi trước một khoản tiền công không, giúp đỡ công ty yên ổn qua được cửa này, nếu như công ty có thể ổn định được, thì tiến độ và chất lượng công trình mới được đảm bảo. Chủ nhiệm Trương, cậu thấy thế có được không? Từ Quang Thắng chẳng hiểu mấy về làm ăn, nhưng y cảm thấy rằng mình là anh ruột của Từ Quang Lợi, cần phải có trách nhiệm giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn này. Trương Dương nghĩ một lúc rồi nói, chủ nhiệm Từ, tôi cũng chẳng giấu gì ông, tình hình của công ty thế kỷ mới tôi cũng rất lo lắng, dù tôi có nhận xét về Từ Quang Lợi thế nào, nhưng tôi chưa từng phủ nhận công ty thế kỷ mới là một phần tử trong đội xây dựng trung tâm thể dục thể thao mới của chúng tôi, là một tập thể, thì có họa cùng hưởng. Có phúc cùng chia, tôi đương nhiên rất hy vọng công ty thế kỷ mới có thể giữ được ổn định, nhưng hiện thực là hiện thực, theo tình hình trước mắt, nội bộ quản lý của công ty thế kỷ mới đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Từ Quang Lợi không biết đến bao giờ mới về được, Lý Trường Phong là cháu của ông, thực lực của anh ta thế nào ông có thể thấy được rất rõ, không phải là tôi không muốn chi ra khoản tiền này trước, tôi nhất định sẽ giữ thể diện cho ông, nhưng, tiền không thể giải quyết được tình hình khó khăn trước mắt của công ty thế kỷ mới. Vấn đề của họ nằm ở quản lý, tôi cho rằng đội ngũ quản lý trước mắt, nếu như tiếp tục thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Từ Quang Thắng thở dài nói, chủ nhiệm Trương, tôi không biết gì về chuyện làm ăn, cậu thử nói xem nên làm thế nào. Trương Dương nói, công trình sân vận động đã gần hoàn thành rồi, với tình hình này, thay đổi công ty là điều không thực tế, và cũng không công bằng với kiến thiết thế kỷ mới. Với vấn đề của công ty thế kỷ mới, nội bộ thể ủy chúng tôi đã tiến hành thảo luận. Và cho rằng cần thiết phải tiến hành sự quản lý giám sát có hiệu quả đối với công ty. Giám sát quản lý, Từ Quang Thắng không hiểu ý của Trương Dương. Trương Dương nói, tôi có một đề nghị, ông xem có được hay không, tôi sẽ đưa trước 5 triệu cho công ty thế kỷ mới, nhưng số tiền này nhất định phải được nằm dưới sự giám sát của thể ủy chúng tôi, để bảo đảm tiến độ công trình thuận lợi hoàn thành, chúng tôi sẽ phái xuống đó 2 nhân viên quản lý,
phụ trách những công tác cụ thể của thế kỷ mới, bên công ty chỉ cần trả lương là được, đợi đến khi công trình hoàn thành xong, sau khi kiểm tra xong về chất lượng, chúng tôi sẽ ưu tiên trả số tiền còn lại cho các anh. Còn hai vị quản lý viên này sẽ kết thúc quá trình hợp tác với công ty thế kỷ mới. Từ Quang Thắng nghĩ một lúc, dù là y không hiểu về kinh doanh, nhưng y cũng hiểu rằng, hành động này của Trương Dương có nghĩa rằng, hoàn toàn khống chế quyền xây dựng công trình sân vận động trung tâm, ngay lập tức, Từ Quang Thắng không thể nào quyết định được. Trương Dương cười nói, ông không cần lo lắng, tôi phái người quản lý đến, mục đích là vì bảo đảm chất lượng công trình, sẽ không chịu ảnh hưởng của sự kiện Từ Quang Lợi, là để bảo đảm tiến trình ổn định của toàn bộ công trình trung tâm thể dục thể thao thôi, không phải là muốn phá hoại lợi ích của công ty thế kỷ mới, đến khi trả tiền cho mọi người sẽ không thiếu đồng nào. Từ Quang Thắng mím môi, cuối cùng y cũng đưa ra quyết định, được. Trương Dương mỉm cười thò tay ra, cảm ơn sự ủng hộ và cảm thông của chủ nhiệm Từ. Từ Quang Thắng cười nói, tôi chỉ hy vọng rằng có thể giúp được công ty thế kỷ mới đi qua được thời kỳ gian nan này. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi cũng không muốn công ty thế kỷ mới sụp đổ. Từ Quang Thắng thấy thời gian giờ đã là hơn 6 giờ, xấu hổ nói, ngại quá, lỡ mất giờ về của chủ nhiệm Trương rồi, tôi mời cậu đi ăn tối, chủ nhiệm Trương phải đi đấy. Trương Dương cũng rất vui, gật đầu nói, được, nhưng vẫn phải để tôi mời mới được, chúng ta ăn ở Nam Dương Quốc tế đi. Từ Quang Thắng lắc đầu nói, tôi đưa cậu đến một nơi rất ngon, đảm bảo cậu vừa ý. Trương Dương nói, ở đâu vậy? Từ Quang Thắng cười nói, đi là cậu biết ngay. Hai người cùng bước xuống lầu, Trương Dương vốn muốn lái xe đi, Từ Quang Thắng nói, lên xe của tôi. Y chỉ vào chiếc auto của mình trong sân, đó là chiếc xe y mới mua. Trương Dương cười nói, xe mới à? Từ Quang Thắng nói, xe chở rau ấy mà, thu nhập của tôi chỉ có thể đi được chiếc này thôi. Khi hai người đang nói chuyện, điện thoại của Trương Dương vang lên, sau khi hắn nghe điện thoại, thì nhận ra là điện thoại của Khưu Phụng Tiên, tiếng của Khưu Phụng Tiên vẫn êm ái như vậy. Chủ nhiệm Trương, tôi đến Nam Tích rồi, vừa mới ở khách sạn Quân Duyên, buổi tối cùng đi ăn cơm đi. Trương Dương cười nói, cha tổng có đến cùng không? Khưu Phụng Tiên cười nói, chưa nhận lời ăn cơm với tôi, mà đã hỏi về cha tổng, chủ nhiệm Trương thật là làm người ta xấu mặt. Trương Dương cười nói, tôi đến đón cô bây giờ, tối đưa cô đến một chỗ rất ngon. Khưu Phụng Tiên nói, lần này tôi đến một mình, cha tổng còn có việc quan trọng phải xử lý ở Kinh Thành. 15 phút sau, Từ Quang Thắng lái chiếc xe của y đến trước khách sạn Quân Duyên. Quân Duyên cũng là một trong những khách sạn 5 sao ở Nam Thích, một bộ phận cổ phần thuộc về phân khu quân đội. Tên trước kia là Quân Duyên, sau này nghĩ đến vấn đề kinh doanh lại đổi thành Quân Duyên chữ Quân, sau này là chữ Quân trong từ quân tử, trước kia là chữ Quân trong từ quân đội, môi trường rất đẹp. Nếu như so sánh với những khách sạn 5 sao sừng sững khác, Quân Duyên là một quần thể kiến trúc cao mà không dày đặc, cả khách sạn như một viên lâm giang nam vậy. Khưu Phụng Tiên ở trước cửa khách sạn, cô mặc một chiếc áo ngoài màu kem, eo thon chân dài, một cặp mắt trong và sâu thẳm, như mặt hồ nước vậy. Cô nhìn chiếc xe auto màu xanh đậm đi đến trước mặt mình, mới ý thức được Trương Dương ngồi trên chiếc xe đó, cười tươi nhìn vào trong xe. Trương Dương đẩy cửa sau, cười nói, lên xe đi. Khưu Phụng Tiên cười ngồi vào đằng sau, Trương Dương giới thiệu với cô, vị này là chủ nhiệm từ khoa tiết niệu bệnh viện Nam Tích 2 của chúng tôi. Hắn nói với Từ Quang Thắng. Vị này là tiểu thư Khưu Kim Trụ, trợ lý chủ tịch tập đoàn Tinh Toàn. Khưu Phụng Tiên cười nói, may mắn được gặp, may mắn được gặp. Từ Quang Thắng cười nói, không biết rằng tiểu thư Khưu đến, nếu biết thì tôi đã đổi chiếc xe lớn hơn rồi. Khưu Phụng Tiên cười nói, auto rất tốt rồi, trước kia chiếc xe đầu tiên của tôi là một chiếc auto cũ. Trương Dương nói, cha mẹ cô kiệt sĩ thế à? Hắn nói câu này là có nguyên do cả. Cha của Khưu Phụng Tiên là chủ của Vương Triều Kim Cương Đài Loan, với gia thế như của cô ấy mà chỉ mua cho cô ấy một chiếc auto cũ, thì Trương Dương đương nhiên không tin. Khưu Phụng Tiên cười nói, không phải là bố mẹ mua cho tôi, mà là khi tôi du học ở Nhật Bản, tiết kiệm tiền mua được. Trương Dương khen ngợi, thật là tiết kiệm quá đi, người như thế này mà không phát tài thì còn ai phát tài được nữa. Khưu Phụng Tiên nói, chủ nhiệm Trương lại khích bác tôi rồi. Trương Dương nói, không phải đâu. Tôi đang khen cô thật đấy, không có ý nhạo báng gì đâu. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, trước kia Hình Chiếu Huy Phép cho hắn một bức ảnh, cô gái trong ảnh đeo một chiếc nhẫn kim cương, Khưu Phụng Tiên trước mặt hắn giờ đây chẳng phải là chuyên gia sao. Mấy ngày nay Trương Dương luôn mang theo tấm ảnh đó theo bên mình, hắn kéo túi ra, lấy bức ảnh đó ra, đưa cho Khưu Phụng Tiên.
Khư Phụng Tiên nhìn tấm ảnh của Trương Dương đưa, ngạc nhiên nói, tinh linh chi lệ, kiểu dáng này là của tinh toàn chúng tôi làm ra. Cô ngay lập tức nhận ra từ ngoại hình của chiếc nhẫn. Trương Dương thật là vừa ngạc nhiên vừa mừng, rỡ, không ngờ vô tình lại thu hoạch được nhiều điều thế này. Hắn nói với Khư Phụng Tiên, tôi nghe nói loại nhẫn này phải đặt làm, có lẽ cô sẽ có những tư liệu về khách hàng liên quan chứ. Khư Phụng Tiên cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ rồi chậm chậm gật đầu nói, loại này là tác phẩm đắc ý của nhà thiết kế lớn nhất Lưu Khánh Vinh của chúng tôi, sau này nghe nói đã có người mua rồi, với những khách hàng lớn như vậy, chúng tôi có lẽ sẽ có tư liệu lưu giữ, đợi chút nữa khi về khách sạn tôi sẽ tra cho anh. Trương Dương vội vàng cảm ơn. Khư Phụng Tiên nói, sao đột nhiên anh lại hứng thú với chiếc nhẫn kim cương này vậy? Trương Dương nói, tôi muốn tìm một người bạn cũ. Khư Phụng Tiên biết rằng hắn không nói sự thật, cũng không hỏi thêm nữa. Từ Quang Thắng đưa họ đến một nhà hàng mới mở tên là Yến Quy Lai mới mở bên đường Tiêu Tương của Nam Thích. Trương Dương xuống xe, phát hiện ra trước cửa đỗ không ít xe cảnh sát, cười nói, nhiều cảnh sát như vậy à, họ đến phá án hay là đến ăn cơm vậy? Khi nói chuyện, một chiếc Satana dừng bên cạnh xe của họ, viện trưởng viện Nam Tích Hai Trung Lâm xuống xe, y cười tươi bước đến, giơ tay ra với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, lâu lắm rồi không gặp. Trương Dương cười bắt tay với Trung Lâm là anh họ của Trung Hải Yến, chẳng lẽ khách sạn này có liên quan đến Trung Hải Yến sao? Sự đoán định của Trương Dương rất nhanh đã được kiểm chứng. Trung Hải Yến cười tươi bước từ trong ra, từ xa đã nói, chủ nhiệm Trương, thật là không ngờ anh sẽ đến đây. Lúc đầu khi Trung Hải Yến đảm nhận giám đốc Hải Thiên Đại Đường, qua lại không ít với Trương Dương, nhưng sau này vì Đoạn Kim Long đã gây sự với Trương Dương, cuối cùng dẫn đến việc Trương Dương bắt gã phải chuyển nhượng Hải Thiên, từ đó Đoạn Kim Long rời khỏi chốn đau đớn là Nam Tích, còn Trung Hải Yến cũng mất việc, cô ấy là một cô gái không cam tâm đơn độc, không ít lâu sau đã mở một nhà hàng Yến Quy Lai, vì quan hệ của cô và Trương Đức Phóng đã giúp cô ấy không ít người trong hệ thống công an đều đến đây ăn cơm. Đây cũng là lý do tại sao Trương Dương nhìn thấy nhiều xe cảnh sát ở cửa như vậy. Trung Hải Yến rất kiêng nể Trương Dương, trước kia cô ấy từng thử gây dựng mối quan hệ tốt với Trương Dương, nhưng cuối cùng chẳng được gì, người như Trương Dương ngoài mặt rất hòa khí, nhưng thật ra lại là một người rất có nguyên tắc. Trung Hải Yến dừng ánh mắt của mình lên người Khư Phụng Tiên, mặc dù từ trước đến giờ cô đều cho rằng mình là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn thấy Khư Phụng Tiên cũng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Khí chất cao nhã của Khư Phụng Tiên làm cho cô không thể nào sánh được. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, vị mỹ nữ này là. Trương Dương cười giới thiệu với cô, là tiểu thư Khư Phụng Tiên của tập đoàn Tinh Toàn. Khư Phụng Tiên cười cúi đầu chào Trung Hải Yến. Ánh mắt của Trương Dương nhìn chằm chằm vào ba chữ Yến Quy Lai, mỉm cười nói, phong vụ Yến Quy Lai, ba chữ này có phải có nghĩa là Trung tiểu thư muốn Đông Sơn tái khởi, tái xuất giang hồ không? Trung Hải Yến cười khanh khách nói, tôi là phụ nữ đâu có dã tâm lớn vậy, huống hồ Hải Thiên cũng không phải là của tôi, mục đích tôi mở ra nhà hàng Yến Quy Lai này là muốn giải quyết vấn đề ăn uống sinh tồn thôi, chủ nhiệm Trương đừng cười tôi nữa. Một đoàn người dưới sự dẫn đường của Trung Hải Yến đến một căn phòng đó được trang hoàng rất cổ kính nhã nhặn, có thể thấy rằng người kinh doanh cũng là người rất có con mắt nhìn. Từ Quang Thắng vốn muốn gọi món, nhưng Trung Hải Yến lại nói, không cần phải gọi nữa. Hôm nay tôi sắp xếp, nhất định mọi người sẽ vừa ý, hôm nay nhất định phải để tôi mời. Từ Quang Thắng cười nói, để tôi mời mới đúng, bà chủ Trung khách sáo quá. Trung Hải Yến cười nói, không cần phải khách sáo với tôi, chủ nhiệm Từ, về sau anh dẫn nhiều khách đến cho tôi là được rồi, tối nay cho tôi một cơ hội, để tôi mời chủ nhiệm Trương. Trương Dương cười, vậy thì cảm ơn tiểu thư Trung quá. Từ tình hình ngày hôm nay, Trung Hải Yến mới mở một nhà hàng như thế này rất khá. Dù sao cô ấy cũng có Trương Đức Phóng giúp đỡ, còn có một vị anh họ là viện trưởng nữa. Có sự giúp đỡ của họ, việc làm ăn muốn không tốt cũng khó. Từ Quang Thắng cầm cốc rượu lên, thể hiện sự cảm ơn với Trương Dương, vừa nãy gã đã gọi điện cho anh trai, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nghe nói Trương Dương muốn phái người nhúng tay vào việc quản lý của kiến thiết thế kỷ mới. Vẫn rất cảnh giác, nhưng y đã suy nghĩ một lúc, với tình hình trước mắt quả thật cũng chỉ có thể làm như vậy. Công trình sân vận động chủ yếu không thể nào lỡ dở được, y cũng không muốn người khác cứ chằm chằm để ý vào việc này, rồi nói ra nói vào. Trương Dương đề nghị đưa người của mình đến quản lý công trình sân vận động trung tâm là vì hắn lo lắng tình hình trước mắt của công ty thế kỷ mới, sợ rằng họ không thể nào hoàn thành đúng thời hạn được, cũng rất khó có thể đảm bảo được chất lượng công trình, đây không phải là nhằm vào Từ Quang Lợi,
mà là một hành động phụ trách với tiến độ của toàn bộ công trình trung tâm thể dục thể thao mới. Để làm tốt chuyện này, Trương Dương đã dự định cần phải cố gắng giữ camera Cozy lại, để cho anh ta giúp đỡ giám sát quản lý. Đương nhiên hắn cũng đã nghĩ đến tiền công phải trả cho camera Cozy, nhưng số tiền này Trương Đại Quan sẽ bỏ ra. Điều quan trọng là, hắn không dùng tiền công, mà cuối cùng nhất định sẽ để cho Từ Quang Lợi bỏ ra. Chương 610, không thuận mắt. Hôm nay Trương Dương có được thu hoạch khá lớn, đầu tiên là đã thỏa hiệp xong với Trung Lâm, cung cấp vấn đề phục vụ chữa trị trong quá trình tổ chức giải thể thao tỉnh. Người như Trung Lâm rất nhiệt tình, sự nhiệt tình của gã càng biểu hiện ở sự nhiệt tình với các hoạt động xã hội. Trung Hải Yến nghe nói Khư Phụng Tiên là trợ lý chủ tịch tập đoàn Tinh Toàn, liền rất hứng thú với cô ấy, điều này cũng khó trách, có người phụ nữ nào không thích sản phẩm vàng bạc chứ. Trung Hải Yến nói, Tinh Toàn ở Nam Tích cũng có tiệm chuyên bán đồ, tôi đã đến đó mấy lần, đồ bên trong đều đắt thật là đắt. Khư Phụng Tiên cười nói, Trung tiểu thư sao lại nói vậy? Trung Hải Yến nói, cùng là sản phẩm đồ vàng, mỗi gram của các cô đều đắt hơn các hãng khác khoảng 20 tệ. Trung Lâm hơi hiếu kỳ nói, đúng thế, tháng trước tôi mua cho vợ một sợi dây chuyền, cùng trọng lượng vậy, mà đắt hơn so với cửa hàng khác những 200 tệ. Khư Phụng Tiên cười nói, vậy thì anh có hỏi phu nhân nhà mình, tại sao chị ấy lại chọn trang sức của chúng tôi, mà không chọn của những cửa hàng khác không? Trung Lâm cười đau khổ nói, tôi cũng không hiểu, có lẽ là do cô ấy thích. Khư Phụng Tiên cười nói, thế thì đúng rồi, vàng cùng trọng lượng như nhau, các hãng khác làm ra, khách hàng để ý là ở tỷ lệ vàng, cũng có nghĩa là, để ý đến giá trị của số vàng đó. Nhưng cái mà Tinh Toàn chúng tôi làm là thiết kế, chúng tôi bán đắt hơn các sản phẩm hãng khác, là vì chúng tôi phải thiết kế lên mẫu, những điều này đều phải có thêm phụ phí cả, cũng là thứ độc đáo quý giá nhất của thành phẩm. Trương Dương cảm thán nói, tiền của phụ nữ thật là dễ kiếm. Khư Phụng Tiên nói, từ câu này của chủ nhiệm Trương đã biết rằng anh rất nặng nề về gia trưởng, và sâu thẳm trong con người anh không coi phụ nữ chúng tôi ra gì. Trương Dương nói, có trời đất chứng giám, tôi từ trước đến giờ đều xem trọng phụ nữ cả, tôi cho rằng người vĩ đại nhất trên thế giới này là phụ nữ, nếu không có họ, loài người làm sao có thể sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống được, nền văn minh của chúng ta làm sao được tiếp tục phát triển được. Trung Lâm và Từ Quang Thắng đều không nhịn được cười. Khư Phụng Tiên và Trung Hải Yến đều là những người từng trải, câu này của Trương Dương hơi thô, nhưng vẫn không đến độ làm cho họ xấu mặt. Khư Phụng Tiên nói, người như anh quả đúng là đầy đầu những tư tưởng phong kiến, coi chị em phụ nữ chúng tôi chỉ là công cụ sinh con đẻ cái thôi. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, giờ đây chúng ta đề cao bình đẳng giới rồi. Anh không thể nào dùng những quan niệm cũ đó để nhìn nhận xã hội hiện tại được. Chẳng ai quy định phụ nữ chúng tôi nhất định phải ở nhà sinh con trông con. Trung Lâm cười ha ha nói, câu này nói hay lắm, xã hội không ngừng phát triển, địa vị của nam nữ cũng không ngừng thay đổi, nói không chừng về sau phụ nữ đi làm đàn ông chăm con ấy chứ. Từ Quang Thắng nói, anh nói như vậy, làm tôi nhớ đến một bộ phim tôi xem mấy ngày trước, bộ phim nói về một đám đàn ông nước ngoài mang nặng tính ra trường, vì thương vợ, nên có bầu thai cho vợ, để cảm nhận nỗi nhọc nhằn 9 tháng 10 ngày. Trung Hải Yến cười khanh khách nói, sao lại thế được, đàn ông làm sao có bầu được, liệu họ có? Vốn cô muốn nói tử cung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở đây nhiều người như vậy, nói ra thì thật là hơi xấu hổ. Nhưng có một điểm Trung Hải Yến đã quên mất rồi, ba người đàn ông ở đây đều là bác sĩ. Trương Đại Quan mặc dù không phải thân phận bác sĩ, nhưng kiếp trước từng là thần y danh tiếng lẫy lừng, tất nhiên bác sĩ không hề kỵ với những chủ đề như thế này. Từ Quang Thắng nói, sao lại không thể chứ? Đàn ông không có tử cung nhưng lại có mạc nối lớn, nuôi trứng đã được thụ tinh ở trên mạc nối lớn cũng có thể có bầu được. Khư Phụng Tiên chắp hai tay nói, thật đúng là bệnh nghề nghiệp. Hôm nay thì tôi đã được mở mang tầm mắt thế nào là bệnh nghề nghiệp rồi, chúng ta nói về vấn đề khác đi. Trung Lâm cười nói, được, khi uống rượu đừng nói đến những thứ chuyên ngành. Không khí của buổi tối hôm đó khá là vui vẻ, mặc dù Khư Phụng Tiên lần đầu tiên gặp những người này. Nhưng năng lực giao tiếp xã hội của cô ấy đã có tác dụng rất lớn, hơn nữa, lại còn một cô gái giỏi giao tiếp nữa là Trung Hải Yến, nên không khí bàn tiệc rất vui, tiếng cười không ngớt. Nếu không phải là Phó Cục trưởng Cục Công an Mạnh Doãn Thanh đến, thì đây sẽ là một bữa ăn trọn vẹn. Nhưng trên thế gian này luôn đầy ắp những bất ngờ. Sự xuất hiện của Mạnh Doãn Thanh hôm đó không phải là điều bất ngờ, nhưng sự xuất hiện của gã đã mang lại nhiều điều không vui. Khi Mạnh Doãn Thanh đến mời rượu đã ngà ngà say, đằng sau gã còn có Phó Cục trưởng Phân Cục Công an khu Hà Tây,
Mạnh Doãn Thanh chưa đến, mà tiếng cười đã vang lên trước rồi. Viện trưởng Trung, chủ nhiệm Từ, tôi mời mọi người uống chén rượu. Mạnh Doãn Thanh không phải cố ý lờ Trương Dương đi, nếu như y biết rằng Trương Dương cũng ở trong phòng nhất định không đến mời rượu. Gần đây hệ thống công an thành phố Nam Thích vì chuyện bắt cóc của Cung Nhã Hinh làm cho mất hết hình tượng, bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, cục công an toàn là những người ăn không ngồi rồi mà thôi, phá án cứu người không bằng thể ủy. Nội bộ cục công an đều tức long sòng sọc, hậm hực với bên thể ủy, và đầu tiên là nhắm vào Trương Dương. Trước kia Mạnh Doãn Thanh cũng đã từng qua lại mấy lần với Trương Dương, nhưng cũng chỉ vì Trương Đức Phóng mà thôi, quan hệ giữa gã và Trương Đức Phóng rất tốt, từ góc độ của Mạnh Doãn Thanh. Người như Trương Dương không hề biết ăn ở gì hết, lúc đầu khi Trương Dương mới đến Nam Tích, Trương Đức Phóng còn đón tiếp đàng hoàng, dù là Trương Dương có việc gì, Trương Đức Phóng đều giữ thể diện cho hắn cả. Nhưng giờ đây đến khi Trương Dương làm việc, thì hình như lúc nào cũng đối chọi lại với Trương Đức Phóng, loại người này chẳng phải là lấy oán báo ân ư. Mạnh Doãn Thanh cảm thấy rằng Trương Đức Phóng không đáng phải làm vậy, rượu thường làm cho con người có những hành động không làm chủ được, làm cho con người dám nói ra những điều không bao giờ nói. Mạnh Doãn Thanh nhìn thấy Trương Dương, cũng hơi ngớ người, ngay lập tức cười nói, chủ nhiệm Trương cũng ở đây à? Trương Dương cười, Mạnh Cục cũng ở đây, thật là trùng hợp quá. Mạnh Doãn Thanh cười nói, tiểu thư Trung là bạn của tôi, là bạn đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi, không thể không ủng hộ đúng không? Nửa câu trước còn tử tế, nhưng nửa câu sau đã có phần lệch lạc rồi. Trương Dương chỉ coi như gã nói buột miệng, không nghĩ nhiều, cười nói, mời Mạnh Cục ngồi, cùng uống chén rượu. Mạnh Doãn Thanh ngồi xuống bên cạnh Trung Hải Yến, cầm chén rượu lên nói, viện trưởng Trung, tôi kính anh một chén, tháng trước bố vợ tôi mổ, anh chăm sóc chu đáo vậy, tôi luôn muốn tìm một cơ hội cảm ơn anh, mà anh chẳng bao giờ cho tôi cơ hội cả. Trung Lâm cười nói, Mạnh Cục, chúng ta là bạn lâu rồi, không cần phải nói những lời khách sáo vậy nữa. Mạnh Doãn Thanh nói, đúng thế, giữa bạn bè thì không cần phải nói những lời khách sáo vậy nữa, nhưng giữa bạn bè thì phải tôn trọng lẫn nhau. Giữ thể diện cho nhau. Viện trưởng Trung giữ thể diện cho tôi luôn ghi khắc, Mạnh Doãn Thanh tôi từ trước đến giờ đều ân oán phân minh, người khác đối xử với tôi thế nào tôi đều khắc cốt ghi tâm. Trương Dương bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không được bình thường ở đây. Từ Quang Thắng cười nói, Mạnh Cục, anh là một đảng viên mà lại ăn nói giang hồ vậy. Mạnh Doãn Thanh cười nói, thật ra con người sống trên đời đều là nể nang nhau cả thôi, tôi có được nhiều bạn như thế này. Là vì tôi chân thành với bạn của tôi, bạn bè nể nang mình, thì mình không thể không tự tôn trọng lấy mình, anh nói xem có phải không, chủ nhiệm Trương. Tất cả mọi người ngồi ở đó đều chưa có ai say, và chẳng có ai là ngốc cả, ngay lập tức đều nhận ra câu này của Mạnh Doãn Thanh đang nhằm ám chỉ vào ai đó. Trung Hải Yến giật mình, cô hiểu Mạnh Doãn Thanh, người này đi rất gần Trương Đức Phóng, và rất trung thành với Trương Đức Phóng, bình thường, người này rất khiêm nhường. Nhưng cứ rượu vào là lá gan lại to lên trông thấy, chẳng sợ trời sợ đất, thật ra nội bộ hệ thống công an có rất nhiều người bất mãn với Trương Dương. Nguồn khách bình thường của Trung Hải Yến đều đến từ hệ thống công an nên cô hiểu họ. Nhưng Mạnh Doãn Thanh lúc này dường như đang có hơi hướng mượn rượu để công khai nhắm vào Trương Dương. Trung Hải Yến cảm thấy hơi sợ, cô sợ không phải là không có lý do, lúc đầu Hải Thiên tại sao lại sụp đổ, Đoạn Kim Long tại sao lại đến cảnh tha phương nơi xứ người. Những điều đó chính cô đã tận mắt chứng kiến. Cô hiểu Trương Đức Phóng hơn cả Mạnh Doãn Thanh, Trương Đức Phóng quyết không phải là người cứ nhẫn nhịn suốt. Gã luôn xuống nước với Trương Dương, là vì gã không dây được với Trương Dương, chứ không phải là vì gã xem trọng tình bạn giữa gã và Trương Dương. Trương Đức Phóng từ trước đến giờ chưa bao giờ xem Trương Dương là bạn, giống như Trương Dương chưa bao giờ xem gã là bạn vậy. Trung Hải Yến cười nói, Mạnh Cục, anh vừa đến đã bàn về vấn đề nghiêm trọng vậy. Chúng ta nói chuyện gì nhẹ nhàng hơn được không? Cô đang muốn chuyển đề tài. Mạnh Doãn Thanh cũng cười, gã rót một cốc rượu, đến bên Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương là đại anh hùng của Nam Thích chúng ta, là tấm gương tốt đáng để hệ thống công an cảnh sát chúng tôi noi gương. Tôi mời anh một chén. Trương Dương đã nghe ra ý nói kháy trong lời của Mạnh Doãn Thanh rồi, trước mặt nhiều người như thế này, hắn vẫn tỏ ra thái độ rất tốt, hắn cầm chén rượu lên. Mỉm cười nói, thế giới này làm gì có nhiều anh hùng như vậy, có một câu nói rất hay, thời thế tạo anh hùng, không phải anh muốn làm anh hùng, mà là thời thế tình thế bắt anh phải nhảy lên vị trí đó mà thôi, anh không đi làm, người khác lại không làm nổi, còn có người không muốn làm nữa. Nếu như thế này, thì cái xã hội này sẽ trở nên thế nào? Mạnh Doãn Thanh cười ha ha nói hay lắm, chủ nhiệm Trương nói hay lắm, thế gian này làm quái gì có anh hùng,
lũ anh hùng mẹ chúng nó đều là do ép uổng mà ra cả. Trung Hải Yến nghe câu này nét mặt ngay lập tức thay đổi, Mạnh Doãn Thanh đang chửi ư. Trương Đại Quan vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười của hắn đã có phần lạnh lùng hơn rồi. Trung Lâm là một người giỏi nắm bắt thế cục, thấy tình thế không đúng, vội vàng ngắt lời, đã bảo là không nói chuyện về vấn đề nặng nề này nữa, chúng ta uống rượu đi, khó lắm mới có cơ hội gặp nhau thế này, mọi người cùng cạn một chén thế nào. Trương Dương nhoẻn miệng, lộ ra một hàm răng trắng, nhìn Mạnh Doãn Thanh nói, Mạnh cục, anh uống nhiều rồi. Một màn yên tĩnh bao phủ, yên tĩnh đến độ dường như nghe thấy được cả nhịp thở của từng người, Trung Hải Yến bị sự yên tĩnh này làm cho phát điên lên, cô thậm chí nghi ngờ rằng, tám chữ của mình có phải tương khắc với Trương Dương hay không, hay là khi kinh doanh, chưa nhờ người xem lịch. Tại sao mỗi lần gặp mặt Trương Dương đều ra về bằng sự không vui thế này? Mạnh Doãn Thanh nhìn Trương Dương, ánh mắt của gã không hề có ý nhượng bộ, uống quá chén mới dám nói sự thật. Anh là anh hùng lớn, tôi nói sai rồi hay sao? Trương Dương cười nói, đến đây thôi nhé, mau về nghỉ ngơi đi, nói nhiều ắt có chỗ không hay. Nếu như không phải có quá nhiều người ở đây, với tính khí của Trương Dương, hắn đã văng một cái tát ra rồi, có thể nói ngày hôm nay hắn đã cố gắng khống chế quá nhiều, không trở mặt ngay lập tức, đã nể nang Mạnh Doãn Thanh lắm rồi. Mạnh Doãn Thanh nói, tôi lúc nào cũng ngay thẳng, chẳng bao giờ giở trò sau lưng người khác. Từ Quang Thắng cười nói, Mạnh cục, anh uống hơi quá chén rồi. Tôi thấy chúng ta hôm nay uống đến đây thôi, hôm khác chúng ta lại hẹn nhau tiếp. Dù gì thì hôm nay gã làm chủ, gã thật sự không muốn mọi người không vui. Mạnh Doãn Thanh nói, chủ nhiệm Trương, anh không đến làm công an thật là đáng tiếc quá. Khưu Phụng Tiên ngay lập tức đứng dậy nói, chủ nhiệm Trương, tôi còn có việc, phải đi trước đây. Trương Dương hiểu rằng ý của cô ấy là gì, cũng đứng lên theo nói, tôi tiễn cô. Trương Dương không phải là sợ Mạnh Doãn Thanh. Một phó cục trưởng cục công an Nam Tích hắn thật sự chẳng để tâm. Từ Quang Thắng thấy Trương Dương đi rồi, vội vàng đuổi theo. Trung Hải Yến tức giận nhìn Mạnh Doãn Thanh, Mạnh cục, anh làm trò gì thế này? Mạnh Doãn Thanh cầm ly rượu lên uống cạn, tôi không thích ai đó, dựa vào nhà có thế lực không xem e a gì cả, chẳng có bạn bè cũng chẳng có người thân, vì thành tích của mình chẳng ngần ngại đạp lên vai người khác. Trung Lâm cười, mượn cớ đi vệ sinh rồi cũng đi về. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Trung Hải Yến và Mạnh Doãn Thanh, Trung Hải Yến thở dài nói, Mạnh cục, anh ấy à, thật sự hôm nay đã uống quá chén rồi. Mạnh Doãn Thanh nói, không phải là tôi uống quá chén, mà là tôi thấy bất bình cho Trương cục, kết giao với loại bạn thế này, thật là đen đủi cả tám đời. Gã đứng dậy lắc lư đi ra ngoài. Phó cục trưởng cục công an khu Hà Tây phòng Tâm Vĩ đang đứng ở ngoài đợi gã, thấy Mạnh Doãn Thanh bước ra, vội vàng bước lên trước đỡ gã. Mạnh Doãn Thanh nói, anh đỡ tôi làm gì? Anh tưởng là tôi say rồi à? Tôi nói cho anh hay, tôi không say. Phòng Tâm Vĩ cười nói, Mạnh cục, anh đúng là dám nói, mấy lời anh nói vừa nãy nghe mát cả ruột. Mạnh Doãn Thanh nói, có gì mà không dám nói cơ chứ? Tôi sợ hắn ta cái quái gì? Chẳng phải chỉ là có chút người nâng đỡ ở sau thôi hay sao? Tôi một là không muốn thăng quan, hai là không muốn phát tài, tôi chẳng sợ hắn. Tôi là tôi không bao giờ chấp nhận được cái chất tiểu nhân của một số người, mẹ kiếp, hắn là loại gì cơ chứ? Mạnh Doãn Thanh bước lên cửa sổ nhìn xuống, thấy Từ Quang Thắng đang đưa Trương Dương, nhìn tình hình này dường như gã muốn mời Trương Dương lên xe, nhưng Trương Dương lại từ chối, và cùng Khưu Phụng Tiên lên một chiếc taxi. Phòng Tâm Vĩ nói, quan hệ giữa gã ta và người phụ nữ đó hình như không bình thường. Mạnh Doãn Thanh chau chau mày, đột nhiên nói, đi theo sau, điều tra hắn. Phòng Tâm Vĩ ngớ ra, ngẩn ngơ nhìn Mạnh Doãn Thanh. Mạnh Doãn Thanh nói, anh nghe không hiểu tôi nói gì à? Sau khi lên taxi, Khưu Phụng Tiên nhìn về phía Trương Dương, thấy thái độ của hắn chẳng thay đổi là mấy, mỉm cười nói, lần này gặp anh, cảm giác tính khí của anh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trương Dương cười ha ha nói, chỉ là một ông say thôi, tôi làm sao mà phải chấp nhặt với anh ta kia chứ? Khưu Phụng Tiên nói, ngày càng có phong thái của lãnh đạo rồi đấy. Trương Dương nói, điều này không có liên quan gì đến lãnh đạo hay không cả. Trong lòng hắn hiểu rằng, lần này vì chuyện của Cung Nhã Hinh, làm cho cả hệ thống công an cảm thấy xấu mặt, nội bộ cục công an chắc chắn có rất nhiều người bất mãn với hắn, Mạnh Doãn Thanh chỉ là một trong số đó mà thôi, gã dám dùng rượu để xả tất cả những điều trong lòng ra. Từ điểm này mà nói, Mạnh Doãn Thanh vẫn rất gan dạ. Khưu Phụng Tiên nói, đúng thế, nếu như việc gì cũng phải chấp nhặt so đo,
thì con người ta chẳng phải là bận chết rồi sao? Trương Dương cười nói, đang khuyên giải tôi đấy à? Yên tâm đi, một việc nhỏ như thế này tôi chẳng để tâm đâu. Xe taxi đã đến trước khách sạn Quân Duyên, Khư Phụng Thiên mời, vào ngồi một chút. Trương Dương thấy đã muộn, vốn muốn chối từ, nhưng Khư Phụng Thiên nói, tôi giúp anh tra xem tư liệu của khách hàng đã mua chiếc tinh linh chi lệ. Trương Dương thật sự rất muốn biết, rốt cuộc chiếc nhẫn này thuộc về ai, hắn cười nói, vậy thì làm phiền cô rồi. Hắn đi cùng Khư Phụng Tiên vào trong căn phòng hào nhoáng của cô, Khư Phụng Tiên nói, anh ngồi đi đã, tôi pha cho anh cốc trà. Trương Dương nói, không cần đâu, vừa nãy ăn cơm vẫn còn no lắm. Khư Phụng Tiên nói, tức đến độ no bụng mới đúng. Trương Dương cười nói, tiểu thư Khư xem thường lòng dạ tôi như vậy sao? Khư Phụng Tiên nói thực, vừa nãy tôi thật sự lo lắng anh sẽ đánh thẳng vào mặt anh ta đấy chứ. Trương Dương nói, tôi phát hiện tôi đã mang tiếng ác quá nhiều rồi, về sau thật sự phải để ý đến hình tượng của mình mới được. Khư Phụng Tiên đến bàn làm việc mở máy tính lên, sau đó lấy hai hộp trà từ vali hành lý của mình, đặt trước mặt Trương Dương nói, tôi mang cho anh hai hộp trà này. Trương Dương cười nói, không công nào dám nhận, tiểu thư Khư có việc gì nhờ tôi làm phải không? Khư Phụng Tiên cười nói, người như anh quả thật sống thực tế quá. Giữa bạn bè với nhau tặng có chút quà mà cũng phải nghĩ ngợi nhiều, anh đừng sợ của cho là của nợ, thật ra lần này tôi đến, thật sự có việc muốn tìm anh. Trương Đại Quan đã để ý đến lời nói của Khư Phụng Tiên là tìm anh chứ không phải nhờ anh, có lẽ là việc công gì đó, hắn cười hì hì đặt hai hộp trà lên bàn, rồi nói, gì nhỉ cô cứ nói xem là việc gì đi, tôi xem tôi có nhận nổi hai hộp trà này không đã. Khư Phụng Tiên pha hai cốc cà phê. Đặt một cốc trước mặt Trương Dương nói, việc đầu tiên là thương lượng về việc sản xuất logo cho Thế vận hội tỉnh các anh, cha tổng có ý hợp tác với thể ủy Nam Tích các anh, thiết kế cho các anh một lô đồ lưu niệm, và tài trợ tất cả huy chương vàng của các vận động viên. Đương nhiên số huy chương vàng này cũng do nhà thiết kế của tinh toàn chúng tôi tự thiết kế, chủ nhiệm Trương thấy thế nào? Trương Đại Quan rất thực tế, ý của cô là muốn tiêu tiền của tôi sao? Khư Phụng Tiên cười khanh khách nói, anh không nghe hiểu lời của tôi rồi. Cha tổng đã nói rồi, ông ấy muốn tài trợ, tất cả huy chương vàng huy chương đồng, cha tổng đều tài trợ cả, đương nhiên tài trợ không phải là không hoàn lại, các anh phải làm cho chúng tôi một ít quảng cáo, còn nữa, cha tổng muốn nắm quyền kinh doanh đồ lưu niệm. Óc Trương Dương nhanh chóng quay một chút, nói thật, quyền kinh doanh đồ lưu niệm Thế vận hội của một tỉnh chẳng mấy ai để tâm đến, cha Tấn Bắc hứng thú với nó đương nhiên là việc quá tốt, điều quan trọng nhất với Trương Dương là không phải tiêu tiền. Chỉ vấn đề huy chương vàng huy chương đồng của vận động viên thôi, số tiền đó đã không phải là nhỏ, Trương Dương cũng khá hiểu rõ về con người của cha Tấn Bắc, người này là người thấy lợi mới làm, gã không bao giờ tốt đến vậy, tự nhiên lại quyên góp huy chương vàng cho hắn. Nhất định còn có mục đích khác, Trương Dương nói, tôi vẫn không hiểu, các cô tài trợ huy chương vàng, hay là tài trợ cả tiền thưởng của trận đấu. Khư Phụng Tiên rất thông minh, vừa nghe đã biết tên này đang trả giá. Hắn không những muốn để cho tinh toàn tài trợ cả huy chương đồng huy chương vàng, mà còn được voi đòi tiên, bảo họ tài trợ cả tiền thưởng nữa. Khư Phụng Tiên nói tiền thưởng của trận đấu là một số tiền không nhỏ, tôi không thể quyết định thay cho cha tổng được, đợi sau khi tôi hỏi ý kiến của ông ấy, sẽ báo lại cho anh sau. Trương Dương nói, bên quyền kinh doanh đồ lưu niệm đã có rất nhiều người đang bàn, quan hệ của chúng ta mặc dù khá tốt, nhưng tôi giờ đây cũng không thể nào chấp nhận được ngay. Dù sao thì việc của mọi người cần phải đi theo một quá trình, có một câu gọi là xem ba nhà mới quyết định mua, tôi không những phải so sánh với những người khác, mà còn phải thương lượng một phương án phân phối lợi ích thích hợp nhất nữa. Khư Phụng Tiên cũng không khách sáo với Trương Dương, cô ngay lập tức liền ngắt lời, chủ nhiệm Trương, theo tôi được biết, quyền kinh doanh đồ lưu niệm của các anh giờ đây vẫn chưa có nhà đầu tư nào cảm thấy hứng thú, anh có lẽ sẽ không có cơ hội lựa chọn đâu. Trương Đại Quan cười hì hì nói, tôi đảm bảo rằng ảnh hưởng của Thế vận hội sẽ ngày càng lớn, quyền kinh doanh đồ lưu niệm cũng là một khoản nhiều người nhòm ngó, giờ đây các cô nhắm vào cho thấy các cô nhìn nhận tình hình rất tốt. Khư Phụng Tiên nói, chủ nhiệm Trương, anh không đi làm ăn thật là tiếc quá. Trương Dương nói, đang mắng tôi đấy à? Khư Phụng Tiên cười, cô uống một ngụm cà phê rồi nói, còn một việc nữa, cha tổng rất hứng thú với sân vận động cũ của các anh. Quyết định tham gia đấu giá, lần này tôi đến chủ yếu là vì chuyện này. Trương Dương chau chau mày, cha Tấn Bắc không phải vì nghe nói Hà Trường An muốn lấy mảnh đất này, nên đi theo làm loạn chứ. Lúc đầu khi sân bay mới được xây, cha Tấn Bắc đã diễn trò này rồi, đến cuối cùng Hà Trường An không lấy nữa gã cũng tự động bỏ, suýt nữa thì bỏ bom hắn,
có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn, lần này Trương Dương chú ý hơn, hắn mỉm cười nói, tinh toàn các cô chẳng phải luôn làm về bên đồ trang sức vàng bạc đá quý sao? Sao giờ lại có hứng thú với bên bất động sản thế này? Khư Phụng Tiên gật đầu nói, thời đại đang phát triển, tốc độ phát triển của kinh tế Trung Quốc vượt ngoài sức tưởng tượng, bất cứ nhà đầu tư nào nếu chỉ chú tâm vào kinh doanh, thì sẽ không bao giờ tiến bước xa được. Anh có thể không biết rằng, thời gian gần đây cha Tổng đã mua không ít đất ở Hải Nam, ông ấy chuẩn bị bước chân vào ngành bất động sản. Theo phân tích của chúng tôi, ngành bất động sản Trung Quốc trong tương lai sẽ là một mảnh đất màu mỡ. Trương Dương cười nói, lần này không phải chỉ là hứng thú nhất thời chứ. Khư Phụng Tiên cười nói, thật ra cha Tổng vốn muốn đích thân đến nói chuyện với anh, nhưng sau đó ông ấy nghĩ đến sự việc sân bay mới lúc đầu, cảm thấy ngại với chủ nhiệm Trương, vì thế để tôi đến nói chuyện với anh trước. Trương Dương nói, việc đó đã qua lâu vậy rồi, cô không nói tôi cũng quên rồi. Khư Phụng Tiên nói, tôi luôn tin rằng chủ nhiệm Trương không phải là một người nhỏ nhen, sự việc xảy ra vào tối nay càng chứng minh điều đó. Trương Dương cười nói, trèo càng cao thì ngã càng đau, tiểu thư Khư đừng có nâng tầm tôi quá như vậy. Có một câu tôi phải nhắc cô trước, mảnh đất sân vận động cũ đó có rất nhiều thương gia có thực lực cạnh tranh, tuần sau là đã chính thức đấu thầu rồi, tôi có thể giúp cô làm được tư cách đấu thầu. Nhưng cuối cùng có thể đấu thầu được mảnh đất này hay không thì phải dựa vào thực lực rồi. Khư Phụng Tiên nói, chủ nhiệm Trương đã nói vậy, thì tôi cũng không giấu giếm nữa, cha Tổng rất chú ý đến mảnh đất này, vì thời gian chuẩn bị của chúng tôi khá gấp rút, nhất thời tham gia đấu thầu nhất định không thể bằng được những đối thủ khác, nhưng biết rằng đây là một cơ hội hiếm có, bỏ qua thì quá tiếc, vì vậy nên muốn đến xem thế nào. Thành tích không quan trọng, quan trọng là tham gia. Trương Dương nói, cô có hiểu gì về đối thủ cạnh tranh không? Khư Phụng Tiên nói, nếu như nguồn tin của tôi chính xác, thì tập đoàn Tinh Nguyệt do sự cố của chủ tịch tập đoàn Phạm Tư Kỳ, nên đã bỏ cuộc, giờ đây người thực sự có năng lực đấu thầu mảnh đất này chỉ có hai người, một là công ty do công tử lớn của Bí Thư Kiều là Kiều Bằng cử đầu tư, còn một người nữa là người Hoa quốc tịch Mỹ, phu nhân Heather, bà ấy là em gái ruột của thính trưởng thính công an Vương Bá Hành, tên tiếng Trung là Vương Quân Giao. Trương Dương mỉm cười nói, xem ra không cần phải giải thích với cô nữa rồi. Khư Phụng Tiên nói, thật ra chúng tôi tham gia đấu thầu cũng có ích cho chủ nhiệm Trương, cạnh tranh càng khốc liệt, thì càng có thể bán được với giá càng cao, thì lợi ích chính phủ thu được càng lớn. Nói chuyện với người phụ nữ thông minh như Khư Phụng Tiên chẳng phải tốn mấy nước bọt, tất cả những điều mà cô ấy nói đều là những điều Trương Dương hy vọng, Trương Dương đương nhiên hy vọng mảnh đất này bán được giá càng cao càng tốt, tiền bán được càng nhiều. Thì tiền thể ủy có được càng nhiều, việc lần này có liên hệ mật thiết với lợi ích sát sườn của thể ủy, sự tham gia của cha Tấn Bắc thật sự có lợi rất lớn với họ. Khư Phụng Tiên nhớ đến việc Trương Dương nhờ cô ấy, lấy laptop ra, sau khi nhập mật mã, vào trong kho tư liệu, rất nhanh đã tìm được viên tinh linh chi lệ đó, chiếc nhẫn này là một tác phẩm tiêu biểu của tinh toàn, tất cả những dữ liệu liên quan đến nó đều rất hoàn chỉnh, Khư Phụng Tiên nói nhỏ, để tôi xem, rốt cuộc là ai đã mua chiếc nhẫn này đi. Cô vào trong kho tư liệu của khách hàng VIP, nhẹ nhàng nói, Heather phu nhân. Mặc dù âm thanh của Khư Phụng Tiên rất nhỏ, nhưng Trương Dương nghe như có một quả bom nổ bên tai, hắn vội vàng lao đến, thì nhìn thấy trên tư liệu máy tính hiển thị người mua chiếc nhẫn này là phu nhân Heather, ngay cả thời gian và địa điểm bà ấy mua chiếc nhẫn cũng đầy đủ cả. Trương Dương nhanh chóng nhớ tư liệu trên màn hình máy tính vào đầu. Khư Phụng Tiên nhìn hắn, hỏi hơi hiếu kỳ, chiếc nhẫn này đối với anh có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Trương Dương nói, tiểu thư Khư, có thể giữ bí mật này cho tôi không? Khư Phụng Tiên mỉm cười nói, yên tâm đi, việc này tôi sẽ không nói ra đâu, vốn tư liệu của khách hàng VIP bên chúng tôi là bảo mật, tôi đã phá lệ vì anh lần này rồi, tôi còn muốn dặn anh đừng nói chuyện này ra với ai kìa. Trương Dương cười, cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh. Khư Phụng Tiên và Trương Dương ngạc nhiên nhìn nhau, gõ cửa vào lúc này, mà nghe tiếng gõ cửa biết là rất không lịch sự. Không biết rằng ai muộn thế này rồi mà vẫn còn tìm đến đây. Khư Phụng Tiên nói, anh ngồi đi đã, tôi đi xem thế nào. Cô đứng dậy đến trước cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo, bên ngoài là ai viên cảnh sát trẻ. Khư Phụng Tiên mở cửa phòng, chưa đợi cô kịp hỏi gì, hai viên cảnh sát đã xông thẳng vào phòng. Khư Phụng Tiên nói, làm gì thế này, tôi cho phép các anh vào phòng tôi chưa? Một viên cảnh sát để râu ngắn trong số đó nói, cảnh sát đến khám phòng. Trương Dương bình tĩnh ngồi trên ghế sofa uống cà phê, dường như chẳng hề chú ý đến tình hình này. Viên cảnh sát râu ngắn nhìn một vòng xung quanh phòng,
ánh mắt cuối cùng chú ý đến Trương Dương, đưa chứng minh thư của anh ra đây. Trương Dương chậm chậm đặt cốc cà phê xuống, lạnh lùng nhìn họ nói, các anh cố ý tìm đến đây hay là đã đi theo tôi từ lâu rồi? Hai viên cảnh sát ngớ ra, tên râu ngắn nói ít thôi, muốn cản trở chúng tôi thi hành công vụ à? Khư Phụng Tiên cũng ý thức được tình hình tối nay có gì kỳ lạ, có điều cô không hề lo lắng, Trương Dương ở đây, trời có đổ xuống còn có hắn ta đỡ. Trương Dương chậm rãi nói, đây là khách sạn Quân Duyên, thuộc quyền quản lý của phân khu 3, các anh chạy đến đây kiểm tra phòng, nhỡ gây mâu thuẫn giữa cảnh sát thì sao? Ai hạ lệnh cho các anh thế? Các anh có bao giờ suy nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa? Tên râu ngắn nói, Quân Duyên thuộc vào khu trực thuộc của đồn cảnh sát Hương Hà chúng tôi, giữ gìn trật tự trị an ở đây là trách nhiệm của chúng tôi đã nhận được lời cáo tội, có người báo rằng ở đây có giao dịch mại dâm bất hợp pháp. Khư Phụng Tiên nở một nụ cười ngán ngẩm. Trương Dương cũng cười, có điều vẫn là nụ cười lạnh lùng, hắn gật đầu nói, này, hệ thống cảnh sát các anh có chiêu bài nào mới mẻ hơn một chút không, chiêu này cũ quá rồi, động một chút là lấy chuyện này ra hù người khác, các anh nhìn cho kỹ đi, chúng tôi chỉ là bạn bình thường đang nói chuyện thôi. Viên cảnh sát còn lại nói, ai mà biết được các người có phải đang ngã giá không? Khư Phụng Tiên đỏ mặt, cô bước đến trước cửa sổ, dựa vào bàn máy tính, đợi xem Trương Dương giải quyết chuyện này thế nào. Trương Dương nói, ồ, thật là bị anh đoán đúng rồi, hai người chúng tôi đang giao dịch, thế thì sao? Phạm pháp à? Tên râu ngắn nói, ít lời thôi, lấy chứng minh thư ra đây. Tôi không mang. Vậy thì cùng chúng tôi về đồn giải thích. Trương Dương cười nói, các anh biết tôi là ai không? Hai viên cảnh sát thái độ rất cứng cỏi, tôi không cần biết anh là ai. Chúng tôi chỉ biết luật pháp thôi. Câu này đã thể hiện rõ ràng, ở Nam Tích không phải ai cũng biết Trương Dương. Trương Dương nói, vậy thì được, tôi về cùng các anh, tôi không tin, quốc gia xã hội chủ nghĩa này không có chỗ nào để nói lý lẽ. Viên cảnh sát râu ngắn hất hàm với Khư Phụng Tiên, cô cũng phải đi theo. Trương Dương nói, cô ấy là người Đài Loan, tôi thấy các anh đừng gây chuyện thị phi nữa. Râu ngắn nói, người Đài Loan thì đã làm sao? Người Đài cũng là người Trung Quốc, ở trên đất Trung Quốc thì cũng phải tuân thủ luật pháp của Trung Quốc. Trương Dương giơ ngón tay cái về phía gã, câu này nói hay lắm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hai tên cảnh sát này to gan thật, chẳng lẽ tất cả trò này đều là của Mạnh Doãn Thanh bày ra hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 610.